Thưa các quý thầy, kính thưa các quý vị Phật tử, kính thưa toàn bộ các bạn đạo hữu hôm nay có mặt ở tại nhà hàng Việt Trai. Hôm nay chắc là một mình tôi vừa đá bóng vừa thổi còi. Nên là tí nữa thì tôi sẽ dành một quãng thời gian phần đầu buổi nói chuyện để trao đổi những ý kiến của cá nhân tôi xung quanh chủ đề về chất lượng cuộc sống trong cái chương trình mà thầy Tâm Hải và nhà hàng Chay của chị Huỳnh Long Ngọc Diệp đã triển khai 18 kỳ vừa qua. Và phần thứ hai đó là phần các quý vị đá bóng để tôi thổi còi. Đấy, và ai có những cái vấn đề gì cần trao đổi với tâm linh thì hôm nay chúng ta coi như có một cái buổi giao lưu với nhau. Và tôi chỉ xin lưu ý là cái thời gian của buổi nói chuyện chúng ta không có nhiều, cho nên là chúng ta chỉ trao đổi với nhau, giao lưu ở trên diễn đàn ngày hôm nay những câu hỏi, tức là mang cái tính phổ quát chung, chứ không phải đi chi tiết vào từng trường hợp cụ thể của từng gia đình một. Những cái trường hợp cụ thể của từng gia đình một thì chúng ta sẽ giải quyết sau. Đấy, còn trong cái diễn đàn thì chúng ta nên đưa ra những vấn đề chung nhất mà trong vấn đề đó có chúng ta và có mọi người. Tôi có nhận được cái nội dung mà thầy Tâm Hải có gợi ý đưa ra trong cái chương trình của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Tức là thầy đưa ra một vấn đề, đó là những người khi sống thì nghiện xì ke, ma túy, rồi HIV. Thế khi chết thì người ta như thế nào? Đấy, và đấy cũng chỉ là một khía cạnh thôi. Nhưng từ cái cụ thể của cái câu hỏi đó thì tôi muốn hôm nay chúng ta đi sâu vào cái chủ đề. Mà xưa nay thì các cụ vẫn hay thường có câu cửa miệng là trần sao âm vậy, hay là sống sao thì chết vậy. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau chọn một cái khía cạnh trong đó thôi, chúng ta không thể bao hàm được tất cả. Thì chúng ta đi sâu vào cái vấn đề là tôi đặt tên đó là chết trong sự sống. Từ một cái trường hợp cụ thể mà tôi mới gặp ngày 18 tháng vừa rồi, là 18 tháng 4, thì tôi đã bắt gặp một trường hợp cụ thể. Và từ cái trường hợp đó thì tôi đã ấp ủ, tôi nung nấu, và nhân cái việc kể một cái câu chuyện của người này thì tôi muốn truyền tải đến tất cả các quý vị hôm nay cái chết trong sự sống là như thế nào. Chắc là các quý vị cũng đã năm ngoái, chúng ta nếu ai có quan tâm đến báo chí và đến các cái thành tựu của y học Việt Nam thì có lẽ là chúng ta sẽ nghe được cái câu chuyện là một người chết cho bốn người sống. Và câu chuyện đấy thì theo thời gian, theo năm tháng rồi cũng qua đi. Và nó chỉ đơn thuần là một câu chuyện, đó là cái câu chuyện một người bị chết não, người ta hiến tạng, thế thôi. Và bản thân tôi cũng vậy, bởi vì một trong những người bạn mà tôi quen biết thì cũng là nhận tạng của cái người đó. Thế nhưng tôi cũng chỉ biết câu chuyện là được nhận tạng vậy thôi, chứ còn thì tôi cũng không biết rằng là cái người chết đó là ai, ở đâu, tên gì, và gia đình họ ra sao, và hoàn cảnh nào đưa đến để họ đi họ hiến tạng như vậy. Thế thì cái hôm ngày 18 tháng 4 thì tôi đi cùng với một gia đình đi xuống cái đền bia ở xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương để thắp hương thần y Đại Danh Y Tuệ Tĩnh, và đồng thời ngài cũng là một vị thiền sư. Vì cứ đến ngày 14 hàng tháng thì chúng tôi rất hay đi xuống đấy thắp hương, và những người ốm đau hay có bệnh tật gì thì chúng tôi thường đến đấy để cầu nguyện thiền sư, bởi vì trong thâm tâm chúng tôi nghĩ rằng ở thiền sư là hai trong một, vừa là một nhà tu hành nhưng đồng thời cũng là một đại danh y, một người gọi là vua của cái nghề thuốc nam. Và người có một câu nói rất nổi tiếng, đó là nam dược trị nam nhân. Đấy, thì đó chính là thiền sư thần y Tuệ Tĩnh. Thì như mọi khi chúng tôi vẫn thắp hương vẫn bình thường để cầu nguyện cho cái em đi cùng với tôi hôm đó chuẩn bị vào một ca mổ. Và trước cái ca mổ này thì em mới rất là hoang mang và rất là lo lắng, không biết rồi kết quả của cái ca mổ ấy sẽ như thế nào, cái khối u ấy khi mổ ra thì nó sẽ là ác tính hay là lành tính. Và ngoài những cái xét nghiệm về y học, những cái tin tưởng về thành tựu của y học hiện đại, thì chúng tôi chỉ biết trông mong vào một cái thần lực, một cái tha lực
siêu đẳng cấp đó chính là tha lực của Đức Phật và thần lực ở các bậc thần thánh, để mong rằng là sẽ hóa dữ thành lành, biến hung thành cát. Bởi vì em ấy mới sinh năm 1974, em ấy còn rất là trẻ, rất là năng động, giỏi giang, sự nghiệp thì đang rất là phát triển, thì tự nhiên bị một cái căn bệnh và nó chuyển biến từ dạng này sang dạng khác rất là nhanh. Vì thế cho nên là trong một cái tâm trạng vừa bi quan, vừa lo lắng, vừa hoang mang, thì chúng tôi đã đi đến đấy với tất cả một cái niềm tin là cái sự cầu nguyện sẽ được linh ứng. Thì sau khi làm lễ cầu nguyện thì cũng như quý vị đã biết thì tôi lại có một cái, tức là cái đặc biệt hơn người, đó là tôi rất là hay nhìn thấy những cái vong linh. Thì sau khi được biết là em này ở trên một cái khu chung cư mới làm xong, và khu chung cư đó chính tôi là người đã đến giải phóng mặt bằng về phần âm, tức là tôi đã lấy ở đấy đi khá nhiều những cái phần mộ trước khi xây chung cư lên. Và có một phần mộ khá đặc biệt, tức là khi mà cái máy ủi đang hoạt động thì bị dừng lại và chết máy, không nhúc nhích được nữa. Thế thì phía trước cái mũi gạt của cái xe ủi đó khoảng gần 1,2 mét, thì chúng tôi đã bật lên được một cái quan tài. Và khi mà quan tài đó mở ra thì một người con gái với mái tóc dài hơn 1 mét, thì mái tóc vẫn còn đấy. Và sau khi đem cái người con gái đó cho sang tiểu và đi chôn cất ở nghĩa trang của thành phố Hà Nội ở trên Sơn Tây, thì máy móc lại hoạt động trở lại bình thường. Và ở nơi đó thì chúng tôi cũng di dân ở dưới âm để giải phóng mặt bằng cũng rất nhiều chục cụ chứ không phải là ít. Đấy, và được biết là có một vài người có duyên với em này và theo em ấy từ khi vào đấy, là cứ theo em ấy suốt. Thế và hôm đó thì cái cô gái tình cờ tôi lại gặp lại cô đó, là cô ấy có một cái sự hiềm tị đố kỵ với em đó, tức là cô này có dáng dấp giống tôi lúc bình sinh, cô này có tuổi giống như tuổi của tôi, nhưng mà thực ra là cách nhau hàng mấy vài chục, có khi 6-70 năm, một hội là 61 năm, có khi cái năm giáp dần đó cái cô kia sinh ra rồi chết, và đến năm giáp dần 74 thì em này sinh ra. Nhưng tự nhiên có một sự trùng lập và em này lại lên ở chính tại cái mảnh đất mà cô ấy nằm rất nhiều năm. Thế thì cô ấy nói là tại sao tôi phải chết yểu mà em này lại có chồng, có con. Chồng thì tuấn tú, đẹp trai, làm ăn thì thành đạt, con cái thì ngoan ngoãn, mà bây giờ lại còn đòi có con trai nữa cơ. Nên tôi không muốn cái điều đó, và tôi chỉ muốn rằng thay thế cho tôi là em này, còn tôi thì thay thế cho em ấy ở cái vị trí làm vợ của cái anh kia. Đấy, để thấy được rằng khi mà người ta chết, người ta còn có những cái mong muốn như vậy. Thế cho nên em này có hai đứa con gái rất ngoan, giỏi giang, thông minh, nhưng bây giờ muốn có một đứa con trai. Nhưng cứ mỗi lần chuẩn bị đến cái vấn đề sinh con thì lại ốm. Và đến sau Tết thì sau quyết tâm sinh con một cách rất là quyết liệt, thì em này ốm nằm bẹp tại chỗ 10 mấy ngày trời, không dậy đi được. Sau khi khỏi xong thì lại chuyển sang u ở cổ, u ở cổ hết thì lại xuống u ở bụng. Nó cứ liên miên như vậy. Thì khi chúng tôi đi đến thì thần y chính là người đã giúp chúng tôi hóa giải cái lời giải đó. Và thần y nói là con cứ ra về đi và nhớ trong lòng, con hãy niệm cái ngày con mổ đấy là ngày vía của Đức Văn Thù Bồ Tát, nhưng con cứ phải niệm vào đúng ngày 19. Thì con cứ niệm ở trong lòng con như vậy, con sẽ qua được. Thế sau khi cái bóng dáng của thần y biến thành một áng mây lành đi mất, thì tôi thấy còn lại là một cậu thanh niên. Thế thì có rất nhiều vong, thì tôi tưởng là những vong này theo cô bé đấy, thì tôi hỏi là tại sao những vong này còn luẩn quẩn ở đây. Thì mọi người không nói gì, cậu bé đấy cũng không nói gì, cứ ôm một cái cháp ở trước mặt tôi đứng. Thì tôi nhìn, tôi bảo người này vừa mới chết xong, chắc chắn là mới chết chỉ khoảng 1-2 năm. Và tôi nhìn thấy em ấy, tức là cứ một nửa chập chờn, một nửa, tức là một nửa trong cái vầng hào quang màu vàng và một nửa là màu xám. Thế thì bình thường cái hào quang màu vàng là hào quang của người còn sống, và cái màu xám mới là của người đã chết. Cái lý do vì sao tôi cứ nhìn thấy mặt ai, tôi bảo là chuẩn bị chết rồi đấy, tức là tôi nhìn thấy cái màu xám ở chính cái nơi ấn đường của họ. Đấy, còn ví dụ bệnh mà bác sĩ bảo chết nhưng tôi nhìn thấy ấn đường còn sáng, hào quang màu vàng, thì tôi bảo là không chết. Đấy, thì tôi nhìn thấy em cứ chập chờn như vậy, thì tôi hỏi nhưng mà em cũng không trả lời. Thì có một vong ở bên cạnh trả lời tôi là cái thằng này nó sống nhưng mà là nó chết, mà nó chết nhưng mà là nó sống. Thế tôi hỏi là tại sao lại như vậy, thì cái người bạn đi cùng ấy nói là cháu đang đi theo nó vẫn còn đang sống.
nó còn sống ở một gia đình thuộc giai cấp quý tộc cơ. Đấy, nhưng mà thật ra thì nó chết, nó chôn ở gần cháu rồi. Thế tôi bảo là tại sao cháu lại nói rất là mâu thuẫn. Thế nhưng cái em kia thì vẫn không hề nói gì, không nói gì cả. Và cuối cùng thì nó bảo là, cái người nói với tôi bảo là mắt nó ở một chỗ, mắt nó vẫn đang nhìn cuộc đời rất bình thường. Tức là em ấy là hiến giác mạc, thận nó vẫn còn sống, tim nó vẫn còn, gan nó vẫn còn. Tức là nói chung là nó là một người sống, còn đây là cái xác chết của nó. Và có một cụ nữa cũng đi cùng ở đó, thì cụ ấy nói là cháu hãy hiểu là đây là sắc sắc không không, đúng như nhà Phật, đúng như thiền sư Tuệ Tĩnh vẫn dạy. Và cậu ấy là thuộc hàng Bồ Tát rồi, tức là cậu ấy chết nhưng mà cậu ấy vẫn sống, có nghĩa là những cái gì đáng sống thì cậu đã để lại cho đời. Còn cậu ấy không nói với cháu, bởi vì lúc sống cậu đã không nói được rồi, vì cậu bị chết não, nên cháu đừng thắc mắc. Thế và tôi được biết rằng là khi ra đi thì cái thằng bạn ở bên cạnh nó đứng, nó bảo là, nó vẫy tay cậu bé này, nó bảo Hùng ơi, mày đi theo thiền sư, khi nào siêu thoát thì kéo tao đi với. Bây giờ xuống đây tao không còn điều kiện để nghiện ngập nữa rồi, mày nhớ nhá. Và nó buồn, nó quay lại nó khóc, nó bảo với tôi rằng cháu buồn lắm cô ạ. Cháu chết, bố mẹ cháu chỉ mong cháu chết để cho thoát nợ. Và cháu chết rồi thì đến bát cơm ở trên đầu mộ trẻ con nó cũng đá ra lung tung mất. Bây giờ chẳng ai cúng cho cháu. Vậy thì cháu làm thế nào để cháu được như cái thằng người Hùng kia? Cháu chết rồi và cháu muốn được như vậy. Thế thì đến bây giờ tôi vẫn chưa trả lời được cái cậu bé đấy là làm thế nào. Bởi vì cậu chỉ nói với tôi được đến đấy là cậu không được phép nói chuyện nữa và cậu ấy biến mất. Và tôi cũng không còn đủ thời gian, bởi vì lúc đó thì trời rất là nắng. Đứng giữa cái sân ở cái đền nó rộng mênh mông, không có một bóng cây ở cái sân gạch. Thì tôi phải đi vào trong nhà vì quá nắng, không còn thời gian nữa. Thế và lúc đó thì tôi mới tìm cách để giao tiếp, để hỏi thêm những người có kinh nghiệm. Thì tôi lại lần ngược trở lại, là tôi hỏi lại cái người mà tôi nghe là đã được nhận một phần cái tạng của cậu bé đó. Thì gia đình đó cũng nhớ, cũng bảo rằng là khi mà nhận một phần cái tạng của cậu bé đó để lắp ghép vào cơ thể, thì gia đình, tức là anh ấy đã sống rất là khỏe mạnh. Và gia đình có làm lễ cầu siêu cho cậu bé này, cầu siêu rất là nhiều ngày, 3 ngày, 35 ngày, 49 ngày, 100 ngày, đầy đủ. Và đến ngày giỗ đầu cũng cúng lễ cho cậu bé rất là chu đáo. Thế thì cậu này, cậu đã siêu thoát. Và tôi hỏi là thế gia đình có hỏi được tên nó là gì không? Thì gia đình trả lời tôi là tên nó là Hùng. Thì lúc đấy tôi giật mình, tôi bảo vậy thì hóa ra cái việc mà cậu bé cậu ấy làm, bố cậu ấy, mẹ cậu ấy quyết định là khi cậu ấy chết não rồi thì hiến toàn bộ những gì là ngũ tạng có thể sử dụng được trong cơ thể của cậu ấy cho những người bệnh đang cần thay thế. Và chính cái đó đã giúp cho cậu ấy siêu thoát, và cậu ấy sống mà là chết. Và cái đó là cái mà tôi nhìn thấy trong hai cái hào quang. Đấy, tức là cả gan, cả thận, cả giác mạc, cả tim đều hiến hết. Như vậy có nghĩa là cậu ấy sống trong cái nửa đó. Và sống như mà là chết, nhưng mà chết mà lại là sống là ở đấy. Đấy, và tôi nhẩm là như vậy thì cậu bé đấy mới được có hơn một năm thôi. Tức là đến chắc khoảng được một năm, hai ba tháng gì đó. Bởi vì tính với cái thời gian cái người được thay cái tạng đó cho đến bây giờ. Đấy, thế mà cậu ấy đã được mặc cái áo, hôm đó tôi nhìn thấy là cái áo nâu, áo trùng. Xong rồi cậu ôm một cái cháp, không biết trong cái cháp đấy có cái gì, nhưng mà lờ đờ đi. Tức là cứ ôm xong rồi nhìn, đôi mắt thì nhìn cứ lờ đờ và rất là bình thản, không nói một lời nào cả. Đấy, và đi, và tôi cũng hy vọng là một lần sau tôi sẽ gặp lại cái người đó để xem là cậu ấy như thế nào. Nhưng mà cho đến lúc trước khi đi vào đây thì tôi đã cố gắng một cái nỗ lực cuối cùng, đó là gặp cậu ấy xem thế nào, để có cái lời giải đáp cho cái cậu bé mà chạy theo Hùng kia, và để có cái câu chuyện hôm nay cho nó có đủ đầy đủ đầu cuối để cho các quý vị được nghe. Nhưng mà không được gặp cậu ấy nữa, là bởi vì lúc đó thì chính các cụ, và ở cái đền của cụ Thần Y đó, các cụ dưới âm đã nói với tôi rằng là
hãy để cho cậu ấy sống cái phần không không nhưng mà vẫn là sắc sắc. Đấy, chứ đừng có bắt cậu ấy phải nói. Thế và đã nói là cậu ấy là làm cái việc đó thuộc cái hàng Bồ Tát rồi, thì hãy để cậu tròn quả tu, đừng gọi lên để quấy quả cậu ấy nữa. Đấy, và chỉ cần nói với cháu rằng là cậu ấy đang sống trong một cái gia tộc như vậy, thế là đủ, cháu không cần phải tìm hiểu nữa. Đấy, còn cái cậu mà bị nghiện kia thì nó có nhiều kiểu lắm, có 5-7 loại người, và có những cái loại nó bị nghiện rồi nó ngộ ra ngay được, nhưng có những cái loại xuống dưới âm, bây giờ nó trở thành thực sự nó là quỷ, mà gọi là ma quỷ thì đúng là nó là quỷ. Đấy, và từ cái đó thì nó kéo lại một cái câu chuyện là tôi đi tìm đáp cầu năm 2000. Khi tôi đi tìm mộ ở đáp cầu thì tôi tìm mộ một bà tên là bà Nguyễn Thị Thuyết, trong một cái gia đình cô chú. Chú ấy cũng làm chủ tịch cái hội từ thiện ở ngoài Hà Nội. Thì khi tôi đi tìm thì tìm rất là khó khăn, bởi vì cái nghĩa trang đáp cầu thì mộ dày rít chi chít, là cái người con gái của bà Thuyết này thì khi mà mẹ chết thì cô còn quá nhỏ và chỉ biết rằng mẹ mình chôn ở quan tài và chưa bao giờ bốc mộ cả. Chỉ nhớ như vậy thôi và biết rằng mẹ mình là một người con gái xinh nổi tiếng ở cái vùng đáp cầu ấy, và nấu ăn thì rất là khéo, vậy thôi. Ngoài ra không còn nhớ được gì cả. Thế thì chúng tôi tìm có rất nhiều người, rất rất nhiều luôn, cứ nhận là tôi là Thuyết. Nhưng cuối cùng cũng không phải, bởi vì tôi biết là ai nằm ở trong tiểu, ai nằm ở trong quan tài. Đấy, thế thì không ai bốc mộ cho bà cả. Thế những cái người đứng lên nhận là Thuyết cũng nói là ở nhà này nó có người này người kia, nhưng mà toàn là bằng tiểu, không phải là quan tài. Thế thì không đúng. Và khi tôi thất vọng rồi, tôi chán nản, tôi đi quay trở lại cái nhà thần linh, thì tôi dẫm lên một cái ngôi mộ thấp lắm, thấp tẹt xuống dưới như thế này, mà là một ngôi mộ mới. Thì khi tôi dẫm lên một ngôi mộ thì tôi bị ngã, tức là suýt nữa thì trẹo chân. Thế tôi mới cúi xuống, tôi bảo à, chỗ này có một cái mộ mà cậu thanh niên này trông mắt mũi trông rất là lấm lét, thì chắc là cậu ấy biết. Thì mình hỏi là này, cậu ở đây thì cậu có thấy cái mộ nào tên là Thuyết mà cũ rồi, chết từ năm 40 mấy không? Thì cậu đó cậu trả lời là đưa đây, đưa tiền đây, đây chỉ cho. Đưa tiền đây, đây chỉ cho. Thế xong tôi bảo là tiền, thế tôi rút tiền ở trong túi ra. Thế xong cậu nhìn, cậu bảo là chỗ này thì được mấy bi. Đấy, xong rồi cậu ấy nói với tôi rằng không cần tiền này mà tiền kia. Thế tôi lại bảo là tiền kia bây giờ đốt hết rồi. Nhưng mà may quá tôi chạy và xin thần linh ra được một sấp, bảo tiền này được không. Xong rồi bảo thôi thì bây giờ xuống đây thì cũng phải đành phải tiêu vậy. Xong đến khi tôi cầm rồi thì nói với chị, nó chỉ tôi chạy lung tung ra một cái chỗ, nó bảo đấy, bà Thuyết nằm ở đấy. Thế khi nằm ở đấy rồi, xong rồi khi mà chúng tôi bắt đầu đang chuẩn bị thắp hương, thì cái cậu đấy, cậu đến, cậu khống chế cái người ở dưới mộ đấy. Cậu ấy bảo là bà mà nói ra ấy, thì tôi sẽ đến, tôi bảo ông sứ giả ở cái xứ này phạt bà. Tại vì là chúng nó bao nhiêu năm nó không tìm mộ bà, bây tự nhiên nó đến đây nó hỏi vài câu bà lại chỉ à, bà không được nói. Thế thì tôi rõ ràng tôi đã nhận ra mái tóc dài của cái bà đó, bà quay lưng đi. Thì tôi bảo là tóc bà này dài lắm, thì cô đó cô đã bắt đầu cô khóc. Cô bảo vậy thì chắc là mẹ cô rồi. Xong rồi đầu óc bắt đầu lúc đấy cái trí nhớ bắt đầu nó hình dung lại là thuở xưa đưa mẹ ra gần cái bờ mương, thì đúng cái chỗ đấy tìm là gần bờ mương. Nhưng mà nó vừa đi nó vừa lầm bầm, nó bảo chứ xin lỗi tất cả khán phòng, nó nói một câu rất là bậy, tức là đéo làm ra sản phẩm thì cũng đéo chỉ đâu. Thế tôi mới hỏi sản phẩm là cái gì? Nó bảo là cái thứ này này, bây giờ không ra cái mà nó cần. Thế thì có một ông ở trong gần đấy, ông đi chạy ra. Thế bảo thế tôi xin lỗi, cậu tên là gì? Xong nó vỗ ngực nó bảo Cương. Thế thì nói cộc lốc như thế, xong ông ấy đứng ông ngậm ngùi, ông cúi xuống, ông khóc, ông bảo con tôi. Và tôi hiểu cái nó bảo là làm ra sản phẩm rồi. Xong ông ấy khóc, ông bảo con ơi, ở dưới đấy làm gì có heroin cho con, mà con bắt đi tìm heroin thì lấy đâu ra. Đấy, cho nên là thôi, nếu đúng nhà bà Thuyết còn họ hàng với nhà mình, nếu đúng là mộ bà ở đây thì con đừng bắt nạt bà nữa, bởi vì bà sống bà cũng hiền lắm. Thế thì ông ấy khóc, ông bảo nhà tôi có 4 đứa con, thì hiện là 2 đứa đã chết vì nghiện rồi, còn một thằng nữa cũng đang nghiện. Và cái chỗ mà cô vừa bước qua ấy, thì chính là mộ nó đấy. Cái chỗ cô cắm hương mà cô đốt tiền á, và tên nó là như thế đấy. Thế sau khi ông ấy khấn, ông ấy xin, ông van xin, thì nó bảo là
Tôi chỉ tiếc là hôm đấy tôi rõ ràng tôi biết là ông vừa mới đi bán được một cái nồi đồng về. Chứ đáng lý là hôm đấy tôi phải chém chết ông cơ. Nhưng mà cũng phúc cho ông ấy là có bà hàng xóm chạy sang, chứ không là tôi chém chết đấy. Đấy. Thế nên bây giờ là tôi cũng tiếc là không kéo được ông xuống đây để đi mua thuốc cho tôi. Thế thì tôi cũng không nỡ nói lại với người bố đấy câu nói đấy. Thế sau đó thì chúng tôi nhận mộ của bà và chúng tôi thắp hương lên. Chúng tôi cũng cúng lễ cho bà. Và chúng tôi cũng rất là chu đáo, tức là mang hoa quả, mang tiền đến cái mộ của cái cậu nghiện kia. Bởi vì cái mộ mà cậu đến, cậu chỉ cho chúng tôi đây thì đúng chính xác là mộ bà ấy luôn. Và sau khi đến đó rồi thì tôi cũng có hỏi là cậu đó là bây giờ cậu muốn chúng tôi giúp gì, cậu cần chúng tôi làm gì cho cậu. Thì nó bảo là chả giúp gì, chả cần gì. Thay bằng cái đống này này, tức là hoa, quả, bánh kẹo này, thay bằng cái đống này thì vê nhỏ nó lại. Thế thôi, chứ không cần nhiều. Nhiều như này chả giúp được ích gì cả. Thế tôi cũng nói là nếu mà bây giờ mà mua ấy, mấy tép thì chắc là ngồi vào bóc lịch. Cho nên là tôi sẽ không bao giờ làm như thế. Thế nhưng ví dụ về phần âm làm được cái gì cho cậu thì tôi sẽ làm. Thế xong bắt đầu nó ngồi một lúc thì tôi mới kể là này, chết thì 3 ngày cúng này, 35 ngày cúng cơm này, 49 ngày thì làm những việc này ABC. Xong nó ngồi một lúc xong nó khóc. Nó bảo là chẳng ai làm cho nó cái việc ấy cả. Và bản thân nó lúc nó còn sống ấy, nó cũng chỉ rình, tức là hôm nay bà già đi đong gạo ấy, thả được một tép còn hơn là ăn cơm. Đấy, tức là nó rình, nó ăn trộm tiền để nó đi nó mua thuốc hết. Và đến nỗi gia đình kiệt quệ không còn một cái gì cả. Thì nó bảo là đến cái lúc mà nó nghĩ, tức là nó cũng ân hận về cái chuyện đấy thì nó chọn cái chết. Mày tưởng, chúng mày tưởng tao sướng à? Tức là tao chọn cái chết, chẳng qua là vì tao không còn con đường nào sống bằng heroin nữa thì tao phải chết. Nhưng mà tao nghĩ rằng, tức là chết thì xuống đây bắt nạt được rất là nhiều người. Nhưng nó bảo là nó không nhận được một cái gì cúng lễ cả. Thì tôi mới hỏi, quay lại tôi hỏi ông bố. Thì ông bố ông bảo là dù sao nó vẫn là con của tôi. Tôi mải làm ăn buôn bán ở trên biên giới ấy, thì con tôi nó mới nghiện. Chứ còn 3 ngày, 7 ngày, 35 ngày, 49 ngày tôi cúng rất là đầy đủ. Tôi cúng rất đầy đủ cho tôi không hề bỏ sót một cái lễ nào. Tại sao con tôi lại bảo là không cúng? Xong ông ấy khóc, ông bảo là bố có cúng. Tại sao con lại bảo là không? Nó bảo nó không hề được nhận. Và xung quanh nó chỉ là u tối. Và tối ngày là nó bị đánh đập. Hôm nay là nó sổng ra được. Đấy. Tức là nó bảo nó lại lừa một thằng khác để nó chạy ra, để nó kiếm một tí tiền từ con cháu của nhà cái bà Thuyết này này. Thì là nó đi ra được. Thế tôi bảo là thế là ở dưới đấy họ cũng canh gác, cũng thiếu cảnh giác thế à? Nó bảo thiếu gì cách để trốn. Nó bảo là kể cả là mày ấy, nó chỉ vào tôi, nó bảo mày ấy, tao chỉ dính nó tóm mày xuống đây được một cái là mày vĩnh viễn ở đây tao lên. Đấy. Thế nó bảo tôi thế thì tôi bảo là khó bắt tôi lắm, làm sao mà bắt được. Xong nó bảo là thì không bắt mày thì bắt một vài đứa khác. Và tôi lại bảo nhưng mà bắt người khác xuống hay bắt tôi xuống thì cậu cũng chẳng lên được đâu. Nó bảo là nếu mà bắt mày xuống mà tao không lên được thì ít nhất là tao có mày để tao sai đi xin tiền cho tao. Đấy. Mà cái mặt mày đi xin thì chắc là ai cũng cho, chứ còn mặt tao đi xin thì người ta không cho. Lúc đấy nó rất là hận. Nó hận để tôi bảo là thế bây giờ giữa hai cái việc bố cậu có cúng và cái việc cậu không nhận được. Đấy thì bây giờ tôi muốn nói với cậu là cậu có muốn được cúng như mọi người không? Thế và ở dưới âm thì thực sự cậu có được cái cảm giác hít heroin thực sự không? Hay là cậu chỉ nhớ cái lúc cậu còn sống như vậy thôi? Thì nó bảo là nó vẫn đi theo mấy thằng bạn còn sống. Những cái lúc mà những cái thằng bạn nó hít ấy, thì tức là nó cảm giác nó nhớ lại lúc nó còn sống. Chứ nó cả không cảm nhận được một cái gì cả. Không có cảm giác phê, cũng không có cảm giác bay bổng, cũng không có cảm giác là ngã vào một cái thế giới không trọng lượng. Mà chẳng qua là tức là nó nhìn thấy thì nó lại muốn. Và bây giờ nó rất là muốn, đó là làm sao để nó không nhìn thấy nữa. Nhìn thấy mà không được sử dụng thì nó cảm thấy nó đau khổ lắm, nó vật vã lắm. Và nếu mà cứ để nó trong tình trạng đấy thì chỉ có ông già nó khổ thôi. Tức là nó chỉ vào bố nó ấy. Chỉ có ông già này khổ thôi và làm gì có chuyện. Tức là ông có 4 đứa mà 2 đứa ở dưới đây rồi, còn 2 đứa ở trên kia yên ổn là nó sẽ lôi nốt xuống. Đấy, thì nó bảo thế. Thế thì tôi mới giải thích cho nó. Thực ra cái năm đấy là năm 2000. Đối với tôi cái khái niệm cầu siêu lúc đấy là tôi chưa có. Tôi vẫn nghĩ là ai cũng vậy thôi. Đã chết mất mộ là phải tìm cho bằng được. Kiểu gì cũng phải tìm. Thế cho nên mới có chuyện là tôi đào cả trường học, tôi đào cả bệnh viện, rồi là quật cả cái hồ đập ở Tây Nguyên hay mấy cái nơi đó.
bao nhiêu nước cũng vậy, xả ra hết, tát nước, không cần biết. Mục đích của tôi là tìm thấy hài cốt, chấm hết, không có mục đích gì khác. Vì lúc đó tôi chưa hiểu về khái niệm cầu siêu. Là tôi chỉ nghĩ rằng với cậu này tôi cho cậu rất nhiều tiền. Đấy, và cậu ấy có thể làm cái gì ở bên dưới, và ở bên dưới chắc cũng sẽ có một cái thế giới, cũng đi buôn heroin rồi cũng đi bán chất trắng rồi đủ thứ. Vì rất nhiều người chết ở cái vì cái tội đó thì chắc họ xuống họ tiếp tục cái nghề đó. Thì tôi vẫn nghĩ là trần sao âm vậy mà, cho nên là không hóa giải cho người ta. Thì tôi đã đốt cho cậu ấy rất là nhiều tiền. Xong tôi bảo là thôi như này, hôm nay thì chào Khương, tôi phải đi, tôi không ở lại để tiếp tục cuộc đối thoại, bởi vì tôi cũng không biết là tìm cho cậu con đường giải thoát nào. Nhưng tôi chỉ biết rằng là ngày hôm nay cậu đi theo bố cậu và chúng tôi về cái nhà thờ của nhà cậu. Tôi sẽ xin với các cụ tổ tiên là thôi tha lỗi cho cậu. Vì dù sao cậu cũng mới có ý định là chém bố chứ cậu chưa làm gì cả. Và cậu thật ra từ lúc cậu nghiện đến bây giờ cậu cũng mới vài lần kiểu đẩy mẹ hay đẩy bố ngã thôi chứ chưa đánh. Thì thôi bây giờ các cụ tha lỗi cho thì về nhà thờ để được cúng cơm. Về... hoặc là đi theo bà, tức là bà Thuyết đây, thì con cháu bà rất là hay cúng. Thì lúc ấy nó bảo với tôi rằng để nó nghĩ xem đã, chứ nó cũng chưa muốn. Thế thì câu chuyện tôi cũng nghĩ là tôi quên đi. Rồi xong độ khoảng tầm 4 tháng, 5 tháng sau thì gia đình nhà đấy lại tiếp tục đi tìm một ngôi mộ, nhờ tôi đi tìm một ngôi mộ ở tít trên Bắc Giang ở Ô Cách ấy, đem về tiếp cái nghĩa trang đó. Thì tình cờ thì tôi lại đi qua đấy. Thì khi mà tôi vừa mới bước qua cái gốc đa xuống cái chỗ cúng thần linh thì bắt đầu Ê, định chạy đấy hả? Thế là tôi giật mình rồi quay trở lại thì vẫn là cậu đó. Nhưng hôm đấy thì trông dung mạo đỡ hơn, khác hơn, mặt mũi sáng sủa hơn một chút. Thế hỏi, ô, thế hôm nay lại có việc gì đấy, lại định xin thuốc à? Hôm nay tôi không có đâu. Hôm nay chả có điều kiện gì để mặc cả. Thì nó bảo là không phải, là hôm nay để tôi chỉ chỗ cho. Cái chỗ này là không có mộ này, chứ ở đây đào chỗ nào cũng có mộ, là để cái mộ mới vào ấy. Thì nó vừa để nó chỉ cho một chỗ không có mộ để mà đào lên, chứ không có đào vấp về ở người ta dưới, người ta bắt đền đấy. Thế thì đúng là lúc chúng tôi đang chấm vào một cái chỗ, chúng tôi định đào, nó bảo đừng. Đấy, thì lúc đấy là tôi còn đang ở ngoài, thì gia đình người ta tự làm, thì nó bảo đừng có mà đào. Thế nó mới giật tôi vào, bảo là chỉ cho nhà đấy, ở dưới đây có một đứa quan tài của một đứa trẻ con. Thế là tôi bảo thôi thì thử xem nào. Thế là lấy cái thuốc xâm xuống thì đúng là bằng tiếng gỗ ở dưới thật. Xong rồi nó bảo là đi ra chỗ kia. Thế nó chỉ cho một chỗ, nó bảo đào ở chỗ này này. Thì thực sự chỗ đấy nhìn nó cao cao này, tưởng có mộ nhưng đúng là ở dưới không có gì. Thế nó bảo là để bái vào đấy. Thế xong nó nói với tôi là như này này, bà Thuyết bà đã trả ơn tôi rồi, cho nên là bây giờ tôi không như trước nữa. Thế bà Thuyết bà trả ơn tôi bằng cách bà dắt tôi vào cái chùa ở chỗ kia kìa. Thế nó chỉ vào trong làng có một ngôi chùa. Thế là cứ ngồi đấy thì được bố thí, tức là đến lúc cúng, người ta cúng chúng sinh thì vào đấy mà ăn cướp. Đấy, thế là vào ăn cướp thì, nhưng mà cái lúc chờ ăn cướp ấy, nó bảo là lúc chờ ăn cướp lúc đầu thì tức lắm, nhưng mà sau thì bắt đầu thú vị. Tức là bắt đầu đến ngồi để chờ hàng mấy tiếng ấy. Xin lỗi các quý thầy, nó bảo mấy cái ông chọc đầu, ông làm gì lâu lắm, nó chờ mấy tiếng mà vẫn chưa được vào ăn cướp. Thế thì nó bảo bực cả mình. Thế, nhưng mà nó chờ ngày này qua ngày khác. Tức là nó bảo nó chờ đến ngày thứ 3 thì bắt đầu tâm nó tĩnh lại. Và tức là cảm giác của nó khác đi nhiều rồi. Bởi vì bản chất của nó là một đứa vào học đại học rồi, chứ không phải nó không có học đâu. Nó vào đại học nó mới bị. Thế thì nó bảo là đến lúc đấy thì chị em nói với chị rằng tự nhiên, tức là bắt đầu người em nó cứ từ từ. Khi nghe, tôi nghe người ta đọc ấy, đọc nhiều lắm. Mấy bà già cứ mỗi bà một quyển sách ngồi đọc, đọc triền miên. Thế là em ngồi em nghe xong từ từ là em như là được du ngủ ấy. Thế xong đến lúc mà có một cái ông chọc đầu nhưng mà già ngồi trên cao ấy, cúng. Thế là ông cầm cái bát cơm ông cúng này. Thì em ở dưới, thế là em thấy cứ cái mỗi lần ông cúng là em thấy có ánh sáng. Vung cái tay ông ấy lên ông múa thì có ánh sáng. Thế là mỗi lần có ánh sáng thì em lại thấy có những cái người họ được chạy theo. Mà trông những người đấy trông sung sướng lắm, thì em bảo em ước gì em được lên kia. Đấy, thế là có những người xung quanh mới bảo với em là mày á, thì còn lâu, bây giờ mày phải ăn cháo lá mít lá đa dưới này đã. Xong dần dần là nếu mà mày chịu ngồi vào đây để nghe tụng kinh, làm những việc này thì mày mới được lên đấy. Thế là bà Thuyết cũng bảo em thế. Thế là cuối cùng là em bốc bãi mấy lần như vậy. Thế đến bây giờ thì em đã khác hơn nhiều rồi. Thì đúng là cái dịp tôi tìm cho nhà người ta là dịp tháng 6, tháng 5.
Thì sau đấy là tháng 7 là mùa báo hiếu mà, lễ Vu Lan thì chùa đấy người ta làm rất nhiều cái lễ. Nhưng đến khi tôi đưa tiếp một cái mộ của nhà người ta từ Bắc Giang về đấy thì nó rơi vào tháng 9, tháng 10 thì ít người cúng, nó không có đàn cúng mấy. Nó bảo chị ơi, hai tháng nay em đói chả có ai cúng cả. Lúc đấy thì em mới mong ông già em cúng, nhưng mà hình như ông ấy cũng quên rồi. Thế xong rồi bảo bố em làm sao quên được, nó bảo nghiệp chướng đấy, bố em đi chạy chữa cho thằng em khỏi nghiện thì bây giờ ông cũng nghiện rồi. Tôi tưởng nó nói đùa, thế tôi mới đi vào trong làng tôi hỏi thì đúng là ông ấy nghiện thật. Ông lại nghiện, nhưng ông nghiện không phải vì chữa cho con mà nghiện, mà ông bảo nghiện cho chết luôn đi. Tức là ông bảo là thôi nghiện cho chết luôn đi. Vì ông ấy lấy cái thuốc cai nghiện của Trung Quốc về ông cho cái thằng thứ ba đấy nó dùng. Cái thằng bé đấy nó đang học trường, hồi đó là nó học đại học Bách Khoa, thì nó bị nghiện. Ông ấy thương nó quá và ông lấy thuốc về. Ai ngờ đâu uống cho con uống được một tháng thì hết nghiện luôn. Không còn nghiện nữa, nhưng hai tháng sau thì từ từ chết. Và sáu đứa ở trong cái làng đấy đi lấy thuốc cùng một lần ở Trung Quốc như vậy về, thì cái lúc tôi gặp ông ấy là chỉ còn một đứa sống sót, còn năm đứa kia đã chết. Cứ uống một tháng là hết nghiện luôn, nhưng mà sau đấy độ khoảng tháng sau là chết luôn. Đấy thì không hiểu là cái kiểu gì. Thế và khi đến cái đứa, mấy cái đứa đấy nó chết thì ông cũng bảo là thôi, tôi cũng nghiện luôn, để tôi hiểu được cái cảm giác là khi nghiện như thế nào mà ba đứa con tôi học hành giỏi giang, to cao, tuấn tú như vậy mà đều nghiện hết. Và rồi tôi cũng sẽ làm một liều thuốc cai nghiện của Trung Quốc để tôi cũng chết luôn theo các con tôi. Đấy, tức là ông muốn trải nghiệm cái cảm giác đó. Đấy, thế thì lúc đó thì tôi cũng nói là nếu mà như vậy thì chú đã chọn một cái chết rất là sai lầm, nên là chú không nên như vậy và chú nên đi cai nghiện khi còn chưa muộn. Và tôi cũng thông báo với mọi người từ năm 2000, bây giờ năm nay là 2012, 12 năm nay rồi, thì bây giờ chú vẫn sống khỏe mạnh. Năm nay chú đã 71 tuổi rồi. Đấy, và mỗi lần gặp tôi thì chú đều rất là vui mừng. Và cái đứa con thứ tư của chú ấy cuối cùng chọn một con đường, đó là ra đảo Bạch Long Vĩ. Thì bây giờ nó có vợ có con. Đương nhiên rằng là tôi thì tôi chẳng dám khẳng định là nó có tái nghiện nữa hay không. Thế nhưng ít nhất thì bây giờ có vợ có con và chú được một nguồn an ủi cuối cùng là cái thằng thứ tư. Thì trở lại câu chuyện của cậu Cương. Thế hôm đó là tôi vào trong nghĩa trang, xong khi đi ra thì tôi có bảo với cậu Cương là mình thì mình hay đi tìm liệt sĩ nhá. Thì bạn có muốn học các chú bộ đội không? Đấy, bây giờ rèn luyện bản lĩnh thì chỉ có mỗi đi theo bộ đội thôi. Thì nên theo mình để làm những việc có ý nghĩa thì cậu sẽ được siêu thoát. Và nói đến liệt sĩ ai người ta cũng trân trọng, nên là nên theo mình đi vào các nghĩa trang. Đấy, thì lúc đó thì mọi người sẽ cúng lễ rất là trân trọng và các chú bộ đội tinh thần rất là bình đẳng, cho nên sẽ không phải đi bốc bãi tranh nhau như thế kia đâu. Nếu thực sự mà Cương muốn là Cương thay đổi lại cái kiếp nghiệp của mình thì nên đi theo mình. Đấy, và từ đấy là cậu trở thành một trợ thủ cũng tương đối là đắc lực của tôi. Thực sự là khi mà tôi gặp những cái vong nó cũng rất là bướng bỉnh, thậm chí xuống chết rồi vẫn còn đánh ghen, chết rồi vẫn còn nghiện, chết rồi vẫn còn lừa. Thì tôi đã có cái cậu đấy. Vì tôi bí quá, tôi bảo ôi Cương ơi, Cương đang ở góc nào đấy. Thì nếu hôm đó bạn ấy có mặt, bạn bảo em đây. Thì mình bảo đấy, bây giờ chị đang bị như thế. Thì nó bảo là em ấy, chị có biết không, nếu mà chúng nó là ma thì em là quỷ, em còn hơn cả chúng nó, cho nên chị để đây em xử lý. Đấy, và cậu ấy xử lý từng trường hợp một. Đấy, và sau đấy thì tôi đi, tôi phải thừa nhận rằng từ cái quãng thời gian đó thì tôi rất ít bị lừa. Chứ ngày trước tôi bị lừa nhiều lắm, nhưng từ đó thì rất ít bị lừa. Ví dụ cậu đấy, cậu sẽ chỉ vào mặt cậu bảo mày có đúng mộ chỗ này không, mày có dám nói dối không, nếu mà mày nói dối thì sẽ thế này thế kia. Tức là người âm họ có một cái ngôn ngữ, cái thông điệp rất là đặc biệt đối với nhau. Thì coi như là tôi cứ thấy là cung cúp là người nọ ấy kia. Và cái lần cuối cùng là cái lần mà cậu ấy tạm biệt tôi, đó là rơi vào năm 2007. Và đến bây giờ thì tôi muốn gặp lại cũng khó. Tức là năm 2007 thì khi tôi đi tìm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, thì ở Thái Bình tổ chức rất nhiều cái lễ cầu siêu. Thì tôi cũng nói là lãnh tụ bị chặt mất đầu, cho nên bây giờ mình phải làm lễ cầu siêu để làm sao mà cụ siêu thoát được khỏi cái thân xác không toàn vẹn ấy, tức là cái đầu bị chặt đi rồi, thì để cụ trở thành một cái thân xác, tức là tròn vẹn, có cả đầu, cả óc, cả tim đầy đủ.
Thế thì khi mà làm lễ như vậy thì cứ lần nào chùa làm lễ cho cụ thì tôi lại gấp một con hạc trắng, tôi ghi cái tên của cậu vào, xong rồi tôi gửi vào đấy. Thế là đến lúc lần cuối cùng khi tôi xuống, tôi tiễn chân bác Nguyễn Đức Cảnh về, thì lúc đó là tôi mới được tặng một cái điện thoại, bà chị tôi tặng cho tôi cái N95, mà lúc đó là tôi nhớ là rất là đắt, mười mấy triệu ấy. Thì tôi đang nâng niu, tôi thích lắm, thì tôi đang cầm như này, thì tự nhiên có một người giật tay cái phăng một cái là cái điện thoại bay vèo xuống đất, tan tành ra mỗi nơi một bộ phận. Thế tôi rất là ức, tôi buồn, tôi tiếc lắm. Tôi mới nói với mấy nhà sư là giúp con lắp lại có được không. Thì khi một chút lắp lại nguyên vẹn, lại sử dụng bình thường. Thế thì tôi mới nhìn thấy Cương đứng ở bên cạnh vòng hoa và nhìn tôi. Em xin lỗi, em mừng quá, cho nên em đã làm rơi điện thoại của chị. Nhưng mà hôm nay em đến để em chào chị, bởi vì cụ Hồ Ngọc Lân ấy là cùng với bác Nguyễn Đức Cảnh là người Bắc Giang. Thì em theo cụ ấy về Bắc Giang đây. Và từ nay trở đi em không phải là vệ sĩ cho chị được nữa rồi. Em đi theo con đường của em. Thế thì tôi hỏi là sao em đi nhanh thế? Thì nó bảo là từng ấy ngày ở đây làm lễ cầu siêu. Thì từng ấy ngày em làm vệ binh, em đứng gác. Và cũng tức là từng ấy ngày em nghe kinh, em niệm Phật theo tất cả mọi người. Và bây giờ thì em đi thôi. Và em chỉ mong ước rằng là có ngày em lại được quay trở lại cái khoa cơ điện của trường Bách Khoa để em được trở lại em học. Thế là cậu ấy tạm biệt tôi. Thế là tôi vẫn nhớ hình ảnh là khi cái xe chở hải cốt của bác Hồ Ngọc Lân đi, hai con đường xe lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh thì về hướng Thái Bình, xe của bác Hồ Ngọc Lân thì về Bắc Ninh. Thế tôi vẫn nhìn thấy Cương lần cuối cùng đứng ở đằng sau cái xe của bác Hồ Ngọc Lân vẫy. Đấy, vẫy thì giữa hàng trăm hàng ngàn cái cánh tay của dân Hà Bắc Giang và dân Hải Phòng vẫy thôi, thì tôi thấy có cánh tay của Cương vẫy. Đấy, và từ lúc đó thì vài lần tôi muốn gặp lại, nhưng mà tôi cũng không gặp lại được nữa. Thế và tôi cũng rất muốn hỏi em ấy là bây giờ bao nhiêu những cái mộ nấm mồ khác mọc lên xung quanh cái mộ cũ của em là toàn người chết vì nghiện, thì bây giờ sẽ như thế nào? Và có một cái hình ảnh mà tôi nhìn thấy tôi rất là buồn và không biết rằng em ấy có bị gợi lại không, đó là tôi đếm được 21 cái bơm kim tiêm nó xâm xung quanh cái bát hương của Cương. Đấy, tức là 21 cái bơm kim tiêm nó cứ cắm ngược lên này, ước xung quanh cái bát hương. Thì tôi nghĩ chắc là những con nghiện ở làng ấy, nó ra nó cắm vào sư phụ của nó hay sao ấy. Nó cứ cắm ngược lên thế này, rất là kỳ cục. Thế là tôi lấy tay tôi gỡ từng cái đó tôi vứt ra. Thì có một người chụp lấy tay tôi bảo là nguy hiểm quá em ơi, một chị đấy chị là diễn viên, chị bảo em đừng có đụng vào đấy, nhỡ làm sao nó xước chân xước tay em sao. Đấy, và khi đúng cái lúc như vậy thì mấy chị em tôi mới để ý là dưới chân chúng tôi dẫm rất nhiều những cái kim, nhưng mà dẫm qua giày. Thì về đúng là 10 ngày sau chúng tôi phải đi thử máu. 3-4 chị em đi thử máu thì rất mừng là âm tính hết. Chứ tôi bảo là sau cái vụ ra nghĩa trang của người nghiện đấy về mà lại dương tính thì không biết thanh minh như thế nào với xã hội đây. Đấy. Và cái câu chuyện của em đó là một cái câu chuyện, tức là tôi nghĩ rằng một cái kết thúc rất là có hậu của một người nghiện. Đấy. Chứ còn những người khác thì vô vàn, nhưng mà có lẽ là gia đình họ rất sợ và rất ngại. Vì thế cho nên là chả ai nhờ tôi nói chuyện với những cậu nghiện như thế. Đấy, chỉ có một lần duy nhất có một bà ở Móng Cái nhờ tôi nói chuyện với đứa con thì lại không phải nghiện mà nó là buôn heroin rồi nó bị tử hình ở Trung Quốc. Đấy, thì câu chuyện đấy cũng cậu đấy thì cậu khác hoàn toàn. Tức là cậu mới nói với mẹ rằng là cái khăn quàng cổ. Đấy, mẹ có biết không? Tức là bà mẹ bà bật khóc khi gọi nó lên, nó bảo là mẹ ơi, con rất cảm ơn là cái khăn quàng cổ. Cái phút cuối cùng mà mẹ, một người mẹ không biết chữ, tức là không có học, mà mẹ thông minh đến mức là mẹ quàng lên cổ con cái khăn lúc mà ra pháp trường ấy. Thế đến khi mà được nhận xác thì bà chơi với, thế là bà chỉ biết là quàng lên cổ nó cái khăn. Thế xong đến lúc mà nó bị bắn ấy, thế không hiểu bà làm cách nào đó mà nó di được cái khăn xuống chân. Thế ở bên Trung Quốc thì người ta nghiêm khắc lắm, nên khi lấp. Mấy ngày sau bà sang thì bà nhận được mộ con bà ấy, trong năm tử tù hôm đó là chính là cái khăn đó. Thế là nó nói, nó bảo mẹ mẹ, cái khăn đó giúp mẹ tìm con. Thế còn hôm nay thì cô Bích Hằng giúp con gặp mẹ. Thứ nhất là con xin lỗi mẹ, và thứ hai nữa là mẹ hãy giúp con. Thế là mẹ làm một cái lễ cầu siêu và sám hối rất là lớn. Đọc tất cả bộ kinh Đương Hoàng Sám để con sám hối với những người mà ngày xưa con đã bán thuốc cho họ. Đấy, cho nên là con mẹ cũng chả chết oan, mà con chết con kéo theo bao nhiêu người chết.
Nhưng vấn đề bây giờ là mẹ phải để cho con chết, nhưng mà người ta còn không rủa con là thằng đấy chết là đáng chết, thì mẹ giúp con đi. Thế thì bác ấy đã làm, cô đã làm, và một cô em gái nữa. Cô em gái thì bây giờ làm ăn buôn bán ở bên cửa khẩu Trung Quốc. Nhưng mà cả hai mẹ con cùng chung tay làm cái lễ đó cho cái cậu đó. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng cậu này thì cậu lại xác định được tư tưởng trước, là cậu ấy gieo rắc cái chết, cho nên là cậu cũng nghĩ rằng sẽ có một ngày có thể cậu sẽ chết. Nhưng mà cậu chết rồi cậu lại ngộ ra được rằng cậu chết mà cậu làm cho bao nhiêu người phải chết theo. Đấy, cho nên là nhanh lắm. Khi tôi xuống năm 2008, tôi xuống dưới đó thì tôi nói chuyện, thì đến năm 2009 tôi lại quay trở lại Móng Cái một lần nữa. Thì lúc đó tôi quay trở lại cái mộ của cậu ấy. Thế xong rồi cậu ấy nói là: chị ạ, không phải là mình cứ gieo cái chết xong mình làm một cái lễ mà xong. Đấy, không phải là mình cứ bỏ tiền ra để cầu 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày là xóa được hết tội lỗi đâu. Có đọc một bộ kinh cho đến 100 bộ kinh ấy thì cũng không xóa hết được. Cho nên tốt nhất là hãy làm những cái gì từ lúc còn đang sống. Em cũng may đấy. Nó bảo em cũng may đấy, hồi em buôn ma túy em có nhiều tiền, em đi em làm toàn việc tốt thôi. Tức là em cho tiền người nghèo, em giúp người nọ người kia xây bao nhiêu là nhà cửa. Nhưng mà em chỉ tiếc là lúc đó là em mua muội của em chưa xây được một ngôi chùa nào cả. Em cũng chưa đúc được một cái chuông nào, em cũng chưa tạc được một pho tượng nào. Nhưng mà bây giờ khổ lắm chị ạ. Mà khổ là như nào? Mấy cái thằng nghiện ấy, nó chết ở dưới này này. Suốt ngày nó về nó hành hạ mẹ em với cả chị của em và em gái của em. Cho nên nhà em bây giờ từng ấy thằng anh rể đi theo gái hết rồi. Tức là nó làm cái cách đó đó. Thì bây giờ chị giúp em là hóa giải cái vấn đề ấy. Thì tôi bảo là cũng như cậu vừa nói thôi. Tức là không thể chỉ một cái đàn lễ mà xóa sạch được tất cả mọi tội lỗi. Thế thì chỉ có điều là tội của ai thì dội vào người đó, mưa chỗ nào ướt đất chỗ đó. Chứ không có chuyện là báo thù, thù em mà lại trả thù chị thì không được. Thì phải giải thích cho người ta hiểu cái điều đó. Thế thì tôi cũng rất là mong có lúc nào đấy, tại vì chuyện đấy là năm 2009, thì cũng định hỏi các quý thầy mà nhiều lần tôi cứ quên. Đấy, tức là làm cách nào đấy để cho cậu đấy cậu giả được cái nợ, để cho các chị của cậu ấy đỡ bị khổ. Thì cái chuyện đấy thì cái chuyện bây giờ tôi cũng chưa có lời giải cho cái gia đình đấy. Và gần như là mỗi lần xuống Móng Cái tôi cảm thấy trong lòng tôi rất là áy náy, bởi vì tôi đang có một cái nợ mà tôi chưa lý giải được giúp cho gia đình người ta. Đấy, thì cái câu chuyện là như vậy. Cho nên là cái việc mà cái quả nghiệp, tức là một người tạo nên, mà không phải là chỉ có người đó phải gánh, mà rất nhiều người khác phải gánh. Vậy thì cái ân oán đó và những cái nó gọi là cái nợ đó thì hóa giải bằng cách nào và trả bằng cách nào, nó là cả một cái câu chuyện, là có lẽ là phải một quá trình rất là dài thì chúng ta mới có thể giải quyết được cái vụ việc đó. Và có một cái câu chuyện nữa, tức là để nói là cái sự sống chết. Tức là hôm tôi có đi cùng với một cái chú là thầy thuốc ở Ninh Bình. Thế khi đi lên trên một cái quả đồi ở Vĩnh Yên để tìm mộ cho gia đình nhà chú ấy, thế thì tình cờ đi qua một cái ngôi mộ của một người chúng tôi thấy là người đó là vô danh, không biết đó là ai. Đấy, thế thì tôi cứ thấy cái mộ đó nó bằng xuống mặt đất như thế này này, và thậm chí là nó còn lõm xuống cơ. Thế không hiểu tại sao nó như vậy, thì mới hỏi mấy cái đứa trẻ chăn trâu ấy. Đó là cái thằng này này, là cái thằng này nó bị bắn chết ấy, tức là bị tử hình vì cái tội gì đó rất là lớn. Thế xong về chôn mộ, xong nó cứ bảo: chứ các chú ạ, kỳ lạ lắm, cứ hôm nay nhà nó thuê cho chúng cháu đắp mộ lên rất là cao, xong ngày mai cứ đến chiều một đàn chó nó ra nó bới cho bằng đến mặt luôn. Lần đầu tiên ấy, chó nó còn bới đến tận quan tài cơ. Thế là lần sau bọn cháu vứt đá xuống, thế là lấp đất lên, thì nó không bới được đá, nhưng nó cứ bới hết đất lõm xuống như này này này. Đấy, gia đình họ đang bảo là họ lại sẽ lấy bê tông họ đổ lên trên để nó không bới được nữa. Đấy, tức là cái mộ của một cậu là tử tù. Thì hôm đó thì gặp trẻ con mà cũng chiều muộn rồi. Thế tôi cũng không muốn là hỏi nhiều quá, hoặc là cũng không muốn khoáy sâu vào định vào gia đình họ, nhưng sợ khoáy sâu cái nỗi đau của gia đình nên không dám. Và một cái trường hợp nữa thì chính là ở quê của tôi, là tôi nghe các cụ hay nói câu là hùng hục như trâu húc mã. Thì lần đầu tiên tôi được chứng kiến, tức là buổi chiều, thì quê tôi là
có một ông, tức là ông ấy có một cái tài là cái con trâu con bò ngày xưa ấy, thì mỗi lần làm thịt nó không có những công nghệ hiện đại như bây giờ đâu. Thế là mỗi lần người ta muốn thịt con trâu con bò ấy, người ta rất là khổ sở, gióng rồi buộc rồi đủ thứ. Tôi không bao giờ dám đi xem làm những cái con đấy. Nhưng mà có cái bác này, bác ấy nổi tiếng, đó là trâu mộng hay là bò khỏe đến mấy, bác chỉ cầm một cái búa bác táng làm sao chỉ một cái thôi là nó chết ngay tấp lự luôn. Tức là không cần đến cái thứ hai. Thế thì 5 tháng cứ qua đi, lúc đó là lúc tôi còn bé, học cấp 1, cấp 2, tôi không để ý đến khi tôi vào đại học. Và bác cũng sống rất là thọ. Đến khi hôm tôi về thì tôi có đi ra nghĩa địa đấy, ở cái làng bên chỗ bác, quê bác ấy, làng bác ấy ở. Thế tôi mới nhìn thấy là cái mộ, tôi cũng không để ý là bác đã mất rồi. Thế tôi thấy có cái mộ họ rào rất nhiều gai tre. Thế tôi hỏi tại sao mộ này lại rào này, có ai xét đánh chết đâu, vì quê là có cái tập tục là những người mộ bị xét đánh chết là phải rào thật kỹ, không có người ta đào lên, người ta lấy đầu, lấy chân, lấy tay. Thế họ bảo không phải đâu, đây là mộ của cái ông đấy đấy. Đấy, thế thì đến khoảng khi tôi thắp hương xong, tôi quay ra, tôi đi một vòng, tôi ra cái đền ở gần đấy, xong tôi quay trở lại. Thì một hình ảnh rất là sinh động, độ khoảng tầm 11, 12 con trâu. Tự nhiên nó chiều chiều nó đi về ấy. Thế là cứ nó lấy hai cái bên sừng, nó cứ húc bên này, húc bên này, húc bên này. Tức là những cái rào tre một lúc đó cho bay đi hết. Xong bắt đầu nó cứ lấy cái sừng nó húc đất lên. Cứ thế. Mà không ai dám đến gần chúng nó, cứ khoảng hơn chục con như thế. Và bọn trẻ con ở đấy nó bảo là cứ nhà nó cứ đắp lên độ vài hôm thì nó lại ra nó húc cho bằng luôn. Nó lấy cái sừng nó cứ thế là nó húc lên. Đấy. Thế thì tôi mới hỏi là mộ của ai đây hả cháu? Thế có chính xác không? Nói chính xác tên đi. Thì mấy cái đứa nó bảo đấy, mộ của bác ấy như thế đấy. Là tôi mới về nhà, tôi mới hỏi ở quê đấy, họ bảo là ngày xưa ông ấy giết trâu giết bò cho lắm mà, cho nên bây giờ là nó ra nó húc mả ông ấy đấy. Thế là tôi tò mò kinh khủng rồi. 6 giờ tối tôi chờ bọn trẻ con nó về hết, trâu nó đi hết. Thế là tôi mò ra mộ của bác ấy, tôi thắp hương, tôi bảo bác ơi bác, thế dạo này bác xuống đấy bác có còn thích làm thịt trâu thịt bò nữa không? Bác có muốn này, xong rồi bác bảo chứ cái lúc chết ấy là cái bác thèm nhất trước khi chết là bác thèm ăn một cái bữa lòng bò hay lòng trâu ấy, nhưng mà không có một nhà nào có lòng bò lòng trâu bán cho bác cả, thèm đến chết luôn, cho đến lúc chết thì bây giờ vẫn thèm. Thế nhưng bác bảo với tôi là xuống đấy ấy, lộ âm cơ không nói được thôi, nhưng mà khổ lắm, nhục lắm, cho nên cháu về cháu bảo thằng nào mà cầm búa giết trâu bò ấy thì dừng ngay lại nhá, ra nhìn mộ của bác này này rồi dừng lại, đừng có bao giờ làm cái việc đó nữa. Xong bác ấy bảo là thôi cứ để cho nó húc chán đi, bao giờ nó húc đủ 100 ngày đấy, kể cả là lật quan tài lên cũng phải chịu đấy, bởi vì nó cũng có linh hồn đấy, xuống đây thì mới biết. Xong bác cũng nói bậy, nói tục y như lúc bác còn sống ấy. Mà tôi cũng bảo là cháu thì cháu cũng muốn giúp bác, nhưng mà chả biết làm cách nào được. Thì bây giờ cúng cầu siêu thì nhà bác không tin. Thế bây giờ là bác làm cái gì? Bác bảo cầu làm gì, sống như thế nào thì chết phải giả nợ cho nó hết đi. Nếu kiếp này mà cúng để trốn thì kiếp sau lại phải giả tiếp, tao lại phải đi đập trâu đập bò thôi. Kệ, cứ để đấy cho bác, bây giờ mày về làm cho tao một chai. Tôi bảo chai gì hả bác? Bác bảo cho tao chai 65 rượu ra đây, cái đấy là cái mày giúp tao thiết thực nhất đấy. Vâng, thế và tôi thì cũng chiều lòng thôi, tôi mang ra một chai rượu thì cụ bảo là đừng có để cúng ở trên bàn, tao không thích đâu, mày phải dội thẳng xuống đây này. Thế là khi mà tôi cầm chai rượu tôi đổ xuống ấy, mà lúc đấy tôi sợ lắm, lúc đấy 7 giờ tối rồi, mặc dù là nói chuyện với hàng ngàn linh hồn ấy, nhưng mà giờ đấy mà ở nghĩa địa thì vẫn sợ. Thế là tôi vừa rót rượu tôi nhìn trước nhìn sau xem có bao nhiêu con ma chạy đến uống rượu, thì cũng thấy nhiều lắm. Nhưng rót rượu xong tôi quăng cả chai, tôi chạy mất. Và chạy mất dép lên ô tô, còn rơi cả dép ra đằng sau mà cũng không dám quay lại lấy nữa, để chạy nhanh về vì sợ quá. Khi mà bắt đầu rót rượu xuống thì rất nhiều người họ đến, thế là tôi sợ. Tôi sợ xong tôi chạy về. Tôi chạy về thì sau tôi cũng không cầm lòng được, tôi nói chuyện với bà vợ của bác ấy, vẫn còn đang sống. Thế là bà ấy bảo là tao biết mà, cho nên là bây giờ mày thấy đấy, tao suốt ngày tao ra quét chùa để giả nợ cho ông ấy. Tức là bà bảo là chôn được 3 ngày thì bắt đầu lên thấy vòng hoa nó tung tóe hết cả ra, thì không biết lại tưởng trẻ con nó nghịch. Nhưng mà đến buổi chiều hôm sau mới có người chết, thì bà mới lên trông mộ thắp hương để ma mới đỡ bắt nạt ma cũ gì đó, tôi cũng chẳng hiểu. Thì bà bắt đầu lúc đấy bác mới thấy một đàn trâu nó đến nó đâm nó húc vào mộ. Thì lúc đấy bác mới biết là
ông ấy đang phải giả nợ đây. Thế là lúc đấy sợ quá. Đấy. Thế thì ba cái trường hợp mà tôi vừa mới nói, tức là tất thảy là bốn cái trường hợp đấy, thì làm, tức là làm cho tôi ngộ ra, tức là rất là nhiều cái điều đấy. Và từ trước ấy thì tôi cứ nghĩ rằng là sau khi người ta chết là đã hết rồi, người ta rũ bỏ hết được. Thế nhưng bây giờ thì mình thấy được rằng là chết là người ta vẫn không rũ bỏ hết được. Và trong cái hành trình 20 mấy năm với mười mấy nghìn những cái linh hồn tôi gặp, thật ra mấy cái trường hợp vừa rồi nó cũng không phải là điển hình cho lắm. Và những cái người gia đình người ta vẫn còn sống, những cái nhân vật trong câu chuyện có những người vẫn còn đang sống. Hiện nay họ vẫn đang rất là khỏe mạnh, hoặc thậm chí có những người đang sống để trả cái nghiệp đó. Đấy. Thế thì họ vẫn khắc khoải một điều đối với tôi rằng là phải làm thế nào để giúp họ, để họ tháo gỡ được cái đó. Nhưng trong số đó cũng có những người họ không bao giờ tin cái điều đấy. Họ bảo là đấy nó là chuyện tình cờ ngẫu nhiên thôi. Ví dụ như là cái chuyện mà cái nhà mà bị chó bới ấy, thì sau đấy tôi mới hỏi, tôi mới tìm cách, tôi lần mò mò đến tận cùng, tôi mới hỏi thì gia đình nhà đó họ bảo rằng họ không tin cái chuyện con họ chết ấy là bị chết oan, rồi là bạn nó chết, rồi nó thế nọ thế kia, chứ còn cái chuyện mà chó nó bới mộ là chó nó ra nó thấy đất mới thì nó bới, chứ tôi chả tin cái chuyện là thù oán hay cái gì cả. Đấy, và cuối cùng thì tôi mới tìm hiểu mãi thì hóa ra là cậu này cậu mới phạm tội, tức là cậu ấy làm chết một thằng bạn vì ghen tuông gì đó. Thì cái thằng bạn đó nó là tuổi chó. Đấy, cái cậu này thì hai thằng đều là tuổi chó với nhau, một thằng đẻ đầu năm, một thằng đẻ cuối năm. Thì cái thằng đẻ đầu năm là bị giết chết, còn cái thằng cuối năm sau cũng bị tử hình. Thế thì cái ngày mà bắn với cái ngày thằng bé kia bị giết là trùng một ngày, tức là hai thằng cùng ngày cùng tháng, chỉ khác năm thôi. Tức là sau khi cái thằng kia bị giết chết thì một năm sau thì thằng kia bị tử hình, một năm hay hai năm sau nó bị tử hình, thì trùng ngày trùng tháng mà chỉ có khác năm thôi. Đấy, và cứ thế là chó nó ra nó bới mộ. Và từ đó đến nay tôi thấy gia đình họ cũng không thiện chí lắm, bởi vì cái năm đó tôi cũng còn ít tuổi, cái cách nói và đặt vấn đề chắc là cũng chưa thuyết phục, cho nên là người ta không sẵn sàng để nói. Nhưng đến bây giờ thì cũng không biết cái hậu của câu chuyện đó như thế nào, thì tôi cũng chưa biết được. Nên là hôm nay bằng mấy cái câu chuyện như vậy để chia sẻ với các quý vị. Và bây giờ thì tôi dành cái phần thời gian còn lại để cho những cái câu hỏi và những cái vấn đề mà mọi người băn khoăn thì tôi sẽ giải đáp. Ở đây có 3 câu hỏi. Câu thứ nhất là người chưa thành hình, nạo thai thì tâm linh có vấn đề gì không? Câu thứ hai là các vong linh theo tôn giáo khác, họ như thế nào? Câu thứ ba là các vong linh có kể cho chị nghe các cảnh giới về địa ngục không? Và chị có thể kể vài chuyện cho đại chúng biết. Hiện nay ấy, thì tôi thấy có một vấn đề là như này. Rất nhiều người đi gọi hồn và toàn có nói là bào thai lên nói chuyện. Và thậm chí có những người những bào thai mới được có một tháng thôi cũng đã thấy lên nói chuyện rồi. Thì tôi cũng, bản thân tôi thì trong một cái lần nói chuyện ở Hải Dương, tôi có kể câu chuyện là tôi đã tiếp xúc với một cái vụ là chặt cây đa ở một cái nhà hộ sinh, và đã tiếp xúc với rất nhiều các loại vong. Nhưng thực tế những cái vong bé mà nó có hình như quả nho, thậm chí như con chuột, như con nhái, rồi có những cái hình thì nó giống một cái con khỉ, thậm chí đã có mắt rồi. Nhưng mà những cái đó thì nó chẳng nói gì cả. Mà đứng đầu là một đại ca của tất cả đấy, là một cậu bé có hình hài đầy đủ, một cô bé xách cái làn. Thì hai người đó là phát ngôn viên chính thức và nói chuyện với tôi. Chứ còn tất cả những vong kia thì không nói gì cả. Thì tôi không biết là họ có ngôn ngữ hay không. Nhưng mà cũng có những lần tôi đã từng gặp có một cậu bé, tức là bố mẹ cậu ấy được phôi thai hình thành được cũng vài tháng rồi. Và tự nhiên thì không phải là nạo bỏ mà tự nhiên bị sẩy thai thôi. Thì trong cái lúc mà đang có bầu, hai bố mẹ bàn nhau là sẽ đặt tên con là như thế này. Thì khi tôi đến nhà cái người bố mẹ ấy thì bố mẹ cậu ấy nhờ tôi một việc khác. Thì khi tôi đang nói chuyện với người lớn thì tự nhiên có một cái cậu nhảy tưng tưng đi vào, thậm chí hình ảnh còn không rõ, thì xưng luôn tên, cháu tên là như thế. Thì khi tôi nói chuyện lại với anh đó thì anh ấy giật nảy người lên, tại sao em biết? Và thì em thấy nó nói với em thế.
thì anh ấy bảo là lúc mà có bầu định đặt tên nó như vậy, nhưng mà đến lúc nó bị sảy thai rồi thì thôi, không bao giờ nhắc đến cái tên đó nữa, vì vợ chồng chỉ bàn nhau trong cái lúc đêm ngủ thì thầm nói chuyện thì bàn nhau thôi. Thì anh quá sợ luôn. Thế và cậu bé đó rất buồn cười, tức là nó cứ đi theo chúng tôi. Ví dụ thậm chí khi bố nó làm gì ở đâu, nó về nó mách tôi, bố cháu đang ở chỗ này. Mà nó bé quá, nó không hình dung được những cái chuyện của người lớn. Cho nên thậm chí kể cả bố nó đi với cô nào, nó cũng về nói với cô Hằng. Thế thì nhiều khi tôi cũng chỉ đùa đùa vui thôi, tôi bảo là nó đang bảo anh ở chỗ đấy chỗ kia đấy. Thì anh ấy bảo là em bảo cái thằng đó nhá, đừng có hại ba nó như thế nhá, lần sau đừng đi theo nữa có được không? Thì nó bảo là sứ mạng của nó là con chịu ơn ba. Kiếp này con phải xuống con làm con của ba để con trả ơn. Vì kiếp trước con chịu ơn ba, nhưng con lại không được làm người vì con không tròn quả tu ở kiếp trước, nên kiếp này con không được làm người. Thì con lại vẫn tiếp tục là tu tiếp, nhưng cái việc tu của con lần này đó là con làm những việc tốt cho ba. Đấy, còn con tưởng việc đó báo để tốt chứ. Tức là ý nó rằng thôi nó báo cho ba, cho mọi người biết là đây ba nó đang đi với cô này thì tốt cho má nó đúng không? Nó nghĩ là như vậy, nhưng đối với ba nó thế là không tốt. Đấy. Thì đấy là nó có ngôn ngữ. Hoặc là có rất nhiều lần thì tôi có những người mà có những đứa con bị tự kỷ á, từ những đứa trẻ bị tự kỷ thì khi đi đến nhà thì bố mẹ nó vừa đến nhà thả một cái đứa bé, là đứa bé nó lao vào trong nhà tôi, thì không phải là cái đứa ấy nó lao vào mà là những cái vong khác đi theo. Xong bắt đầu nó chỉ mặt nó tố cáo, có đứa nó bảo ông này bà này mà sao lại gọi là ông bà, tôi là con của ông, không phải con nhưng không phải con của ông này bà này, tại vì tôi đã tu hành bao nhiêu kiếp đấy, tôi mới được quay trở lại làm kiếp người, tôi gửi gắm cái thân xác của tôi vào ông bà ấy. Tức là ông bà ấy chỉ có mỗi một cái công đó là tạo ra một cái thân xác bằng xác thịt, còn toàn bộ thần thức linh hồn đấy là của tôi tu hành bao nhiêu kiếp mới được quay trở lại. Thế mà khi tôi được quay trở lại thì ông bà ấy lại phũ phàng, coi như là đạp đổ đi cái thành quả tu của tôi bao nhiêu kiếp, cho nên tôi hận ông bà ấy. Và tại sao ông bà đẻ ra cái đứa này mà lại không đẻ ra tôi? Cho nên không bao giờ tôi gọi là bố mẹ, và tôi sẽ trả thù cho hết kiếp này thì thôi. Và trả thù bằng cách là không cho tôi quay trở lại làm người. Thế thì ông bà ấy sống làm người cũng như là chết, hoặc là sống làm người để mà trả nghiệp, là cho cái đứa này mày là người mà không phải là người. Thế là nó cứ hành cái đứa em hoặc cái đứa anh, đứa chị đấy, coi như là hùng điên mà không kiểm soát hành động của mình. Rất nhiều các cái vong ý. Và tôi cũng đã có một vài lần có những đứa tôi giáo hóa thì nó nghe, nhưng có những đứa nó không thèm nghe. Xong có đứa nó còn bảo chưa được làm người cần gì phải nghe. Đấy, bây giờ vấn đề nói làm sao để cho nó được trở lại làm người. Thế thôi. Xong rồi có đứa thì nó bảo nó gửi để sống hộ cái phần còn lại của nó. Và phần còn lại của nó là việc của nó là cái gì? Nó phải trả thù cái ông bà này. Có một lần cầu siêu ở trên chùa Phổ Linh, Tây Hồ, cũng cầu cho các bào thai, thai nhi sản nạn như vậy. Thì tất cả những người mẹ có tội có lỗi chui trong cái cầu, giải cầu bằng vải trắng như thế này. Thế là có một cô bé là bạn của tôi thì chui vào cái cầu lần cuối. Xong khi đi qua cái chỗ động thai nhi ở chùa Phổ Linh thì có thằng bé nó lao ra, nó giật con bé. Và tôi nhìn thấy, tôi hỏi bạn tôi là có cảm giác thấy gì không, bảo hơi lạnh người. Thế là nó giật lại, nó bảo là có biết không, đấy, nó xưng là tao ấy, là tao đã từng gửi ở cửa nhà mày nhưng mà mày đã đem mày phá tao đi. Đấy, cho nên là mày cứ kiếm tiền đi, cứ kiếm hết, kiếm nhiều xong rồi lại hết, cứ thế. Ta chỉ cần làm thế thôi. Đấy, chứ làm gì có chuyện lại được sống sang giàu sung sướng thế. Thế là tôi quay lại tôi nói với con bạn tôi, thế là nhưng may hôm đấy là hòa thượng vừa làm lễ cầu siêu xong thì cái sân hận nó cũng bớt đi rồi. Nó chỉ mắng chửi một hồi thôi, nhưng con bé cứ đứng chắp tay ở trước cửa động xong rồi khóc. Khóc và xin lỗi thì nó bảo cấm được gọi nó bằng con, phải gọi bằng cậu, không được gọi bằng con. Không có tư cách gì để gọi bằng con cả. Thế là con bé cứ sám hối cậu xong đi mua đủ thứ đồ chơi, các thứ ABC về. Xong một hồi sau thì nghe giải thích thì nó nguôi giận đi được một lúc. Xong rồi nó bảo là thôi, bây giờ cũng may là hôm nay đi theo hòa thượng thì vào đây rồi, hòa thượng bảo là phải vào đây thì vào đây rồi, chứ còn nhớ lấy, lần sau đừng có bao giờ vi phạm như thế nữa. Đấy, tức là nó hận lắm. Và tôi nhớ rằng hôm đó đi theo cái giải cầu đó lên thì các vong ấy khóc lóc để thương bố mẹ thì ít lắm, còn toàn những cái hình hài méo mó chưa đầy đủ, coi như là, nhưng mà
cái hành vi của cử chỉ của nó cũng đủ để cho thầy, cho mình thấy rằng nó đang rất là giận dữ và nó đang muốn làm cái gì đó, thậm chí có thể là cấu xé cái người mà đã đem phá hủy chúng nó đi ấy. Nên từ đó thì tôi cảm thấy là rất là nguy hiểm cho cái việc đó. Còn cái việc mà các vong linh theo tôn giáo khoa khác thì họ như thế nào, thì câu chuyện mà tôi vừa mới kể về cái cậu bị tử hình đó, tức là cậu ấy gia đình thì ghi là lý lịch là tôn giáo không, tức là không biết đi chùa, không đi ra nhà thờ, nhưng rất hay đi lễ, đó là đi lễ các đền các phủ, tức là theo tứ phủ ấy. Thế nhưng đến khi mà từ lúc con chết thì bà bắt đầu đi tụng kinh niệm Phật. Và có một lần tôi đi cầu ở cái chùa Viên Giác hồi năm ngoái ấy, gọi là chùa Đèn Cầy ở dưới kia, thì tôi phát hiện là có mười mấy người họ tự họ tách ra, họ đứng ở bên ngoài. Thế tôi hỏi tại sao họ tách ra, họ bảo là chúng tôi rất thích vào cái đàn lễ này, nhưng mà chúng tôi là người đi theo Thiên Chúa, có được vào không? Thì tôi bảo rằng vấn đề là ở chỗ các anh từ nãy đến giờ các anh thấy niệm Phật thì các anh có thấy có lợi lạc cho các anh không, và có ngộ ra cái gì không, có tác dụng gì đối với các anh không? Thì các anh nếu cảm thấy là có như vậy thì các anh vào, bởi vì Đức Phật là bình đẳng, từ bi và bác ái. Thế thì mấy cái vong đấy họ vào, họ cũng vào, và sau đó sáng sớm hôm sau khi tàn lễ rồi là khoảng 6 giờ sáng thì tôi thấy họ rất là hoan hỉ, rất là sung sướng, cũng chạy ra cái chỗ đài sen cũng như tất cả mọi người. Còn các vong linh họ có kể cho cái cảnh giới ở địa ngục không? Thì đấy, như tôi vừa kể mấy cái câu chuyện vừa rồi ấy, tức là cái địa ngục ở dưới nó nhiều tầng thì tôi không nhìn thấy, chưa bao giờ tôi nhìn thấy, và cũng chưa ai nói với tôi rằng là họ bị ở địa ngục ở tầng nào, chưa ai nói cả. Nhưng chính những cái việc ví dụ mồ mả họ bị trâu bò đạp húc, rồi bị chó nó bới, rồi cúng lễ mà họ không nhận được một cái gì, đấy chính là địa ngục đấy. Địa ngục ở ngay chính nơi trần gian, chứ không phải là ở dưới cõi âm. Tức là cậu con đấy như vậy, bố cúng lễ cho, nhưng mà đến khi tôi gặp là cậu chết được hơn một năm rồi, nhưng mà không hề nhận được một bát cơm cúng nào. Đấy, và thậm chí cái bát cơm để trên đầu còn bị đạp tung ra. Thứ hai nữa là cái ông kia chuyên môn đập chết trâu bò, thì đến lúc chết cái mộ cũng không được yên. Mà người chết thì người ta quan trọng cái mộ của người ta lắm. Tức là chỉ cần có động trạng gì ở ngôi mộ là họ đã cảm thấy đau khổ lắm rồi. Bởi vì khi mà họ chưa được siêu thoát thì họ coi cái mộ là cái nhà và là cái nơi trú ẩn của họ. Cho nên nếu có gì ảnh hưởng đến ngôi mộ đó thì là một cái chuyện rất là đau khổ đối với họ. Cho nên hay có cái chuyện là chúng ta đi xem cái bản là động mộ. Động mộ tức là cái người mà người ta chưa ngộ được ra, người ta chưa thấu hiểu về đạo lý về của nhà Phật ấy, và người ta rất quan trọng cái thân xác ấy. Cũng giống như tôi hồi đầu đi tìm mộ sống chết gì, bất chấp cả cái phòng của một cái ông giám đốc của một cái bệnh viện ở Phú Thọ đẹp như thế, cho lật tung gạch lên đào ngay dưới gầm giường ông để lấy lên một cái xác. Đấy, và cả bệnh viện sợ hãi ngơ ngác ra. Đấy, nhưng mà lúc đó thì tôi vẫn cương quyết tôi làm, hoặc là ví dụ xả cả một cái đập nước ở Tây Nguyên để lấy lên 8 cái hài cốt liệt sĩ. Đấy, nếu như lúc đó trời nó không mưa thì lập tức cả vùng sẽ bị khô cạn bởi quyết tâm lấy 8 hải cốt liệt sĩ của tôi. Thế nhưng mà chúng ta phải hài hòa lợi ích, tức là vì lợi ích dân sinh âm dương là phải được hài hòa. Nhưng đây xả kiệt cái đập nước ấy đi, giả sử như năm đó trời không mưa tiếp thì không biết cái vùng cà phê cao su ở đấy họ lấy gì để họ tưới. Đấy, cho nên sau này tôi mới thấy rằng mình cố chấp quá, cho nên là nhiều khi lợi bất cập hại. Đấy, chứ còn cái thân trung ấm rồi cũng sẽ trở về với cát bụi. Mà ngày xưa các cụ chết toàn hỏa thiêu đấy chứ, tại sao bây giờ mình cứ cố? Hai nữa là cái cậu bé Hùng. Đấy, em nói thế thôi mà lúc vừa rồi em đã đến, em xưng với tôi đầy đủ tên, em là tên Bùi Văn Hùng. Xin lỗi gia đình em ấy, bởi vì gia đình em đã hiến phủ tạng của em, chắc không muốn nêu tên ra. Thì em ấy cũng vậy thôi. Tức là em ấy bảo rằng ý nghĩa không quan trọng là em có còn gan hay không, mà vấn đề là em lại cảm thấy ý nghĩa hơn khi em không chết hoàn toàn. Tức là cái thân em chết nhưng cái gan em còn sống ở một người khác, mà một người đó có thể sống và làm lợi cho gia đình và cho xã hội rất là nhiều. Cho nên là cái chết của em là có ý nghĩa. Em chết nhưng mà là sống. Đấy, giống như câu thơ của Tố Hữu nói là chết như sống anh hùng vĩ đại đấy. Còn hơn chán vạn người là sống mà như chết. Đấy, tức là em mới lý luận là sống mà như chết. Nên là cái địa ngục chính là những cái mà tôi vừa mới kể ra. Đấy chính là địa ngục. Chứ còn cái địa ngục giam xong rồi quỷ sứ cắt lưỡi rồi hút máu rồi là xẻ đôi người ra thì cái đấy thì tôi chưa nhìn thấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những cái hình thức vừa rồi còn hơn địa ngục rất là nhiều. Có câu hỏi là các thầy bảo người chết sau 49 ngày đã đi về nơi phải về, tại sao còn nhiều vong linh vất vưởng như cô nói?
Cái này là tùy đức tu hành của mỗi người thôi. Tức là nếu mà người nào mà có công đức tu hành và người nào mà người ta có cái tâm trong sáng ấy, thì người ta sẽ đi về đúng cõi của người ta. Chứ còn những cái người mà tâm đức không trong sáng thì 49 ngày chứ có đến 49 năm mà không biết tu tập thì cũng vẫn là vất vưởng thôi. Và thậm chí cứ cố chấp như một vài cái vong linh ấy, cứ cố tình tôi chết ở sông, tôi bắt buộc phải lôi bằng được một thằng xuống đây để thay thế để tôi lên bờ, thì người đó ấy chỉ có oán đối chất chồng, tức là lại kéo thêm bao nhiêu oan khiên xuống đấy, lại đè nặng cái người đó xuống, chứ người đó không phải vì thế mà lên được đâu. Thế nhưng mà không phải là ai cũng nghe được cái giáo lý như vậy, mà người ta cứ hiểu rằng phải có một thằng thế chỗ vào đây. Thế là ma quỷ mà nó xui nhau là cho có đồng bọn. Một mình tao đứng đây tao buồn quá, bây giờ tao phải rủ thêm một thằng nữa đứng vào cái đoạn đường này. Thế là đoạn đường này năm nay đã có một tai nạn chết, thì sang năm tiếp tục một tai nạn nữa chết, lại chết, xong vài năm lại có người chết. Hoặc chỗ này đã có một người chết đuối thì cứ thường xuyên là có người chết, bởi vì nó xui nhau là xuống đây cho có đồng bọn đấy, và kết thành bè đảng, và gọi là ma quỷ là ở chỗ đấy đấy. Thế chứ còn nếu các vong linh mà chết ở nhà cửa bình thường, được cúng lễ, được đưa lên chùa, được tụng kinh niệm Phật, hay được đưa lên nhà thờ xin cầu nguyện, thì họ không bao giờ như thế. Thế cho nên ví dụ những người mà chết đường thì tôi bảo gia đình họ một cách tốt nhất là đến tại chỗ đấy, để mời thầy đến cúng và cầu ngay tại chỗ đấy. Để làm gì? Không phải là tác dụng cho một cái người đó đâu, mà tác dụng cho những người đã từng chết ở đấy, họ ngộ ra vấn đề. Và cái người dạy cho tôi cái việc này chính là một giáo sư viện sĩ rất là đáng kính, mà không may chết vì tai nạn giao thông. Khi chú viên nói rằng cháu với chú cùng làm một cái đề tài nghiên cứu về cái việc là có rớt chết một chỗ, chết rất nhiều người, thì chú viên nói với tôi rằng việc đầu tiên ấy, chú là giáo sư viện sĩ, chú không thể đứng đường để chú giật một thằng khác xuống đây để thay thế chú được. Mặc dù chú rất muốn về nhà với cô, nhưng chú đã phát hiện ra rằng không phải là cái thằng mà nó kéo chú xuống để chết ấy, thì nó vẫn phải đứng đây cùng với chú hàng ngày đây này. Như vậy có nghĩa rằng mình mà kéo thêm một người nữa mình cũng không thoát được. Cho nên cháu nói với cô và gia đình chú, hãy lập cái đàn ngay tại chỗ chú chết đây này, để các cái vong kia nó được nghe, để nó không bảo rằng chú nói dối nó, để nó được siêu thoát khỏi chỗ này, đi thì đi tất. Thế là từ cái năm mà chú mất là năm 2006 cho đến bây giờ, đoạn đường đấy bây giờ là một đoạn đường bình yên, không một ai chết cả. Trong khi trước khi chú chết, rất nhiều người chết ở đoạn đường ấy. Và cái năm đấy, một ông ở Mỹ sang làm về vấn đề giao thông của Việt Nam cũng chết, và một ông giáo sư viện sĩ của mình cũng chết. Đấy, phải chăng bọn ma quỷ nó bảo à, hai người này là trí tuệ gì, uyên bác gì, xuống đây mà nghiên cứu này, cho xuống âm luôn, để gặp nhau mà nghiên cứu. Nó là thế đấy. Đúng không? Có câu hỏi này, tôi được nghe rằng đi chùa thì thường bị vong đi theo về nhà, và đọc kinh trong nhà thì vong theo vào nghe nhiều. Nếu mời vị sư cao tay ấn đến nhà để siêu độ, mời vong đi thì lại có những vong khác đến. Vậy chị có thể cho ý kiến về vấn đề này? À, câu hỏi này nó là một cái lý thuyết. Đúng là tam đại lòng vòng. Đi chùa thì các vong họ đến chùa, tức là họ đến để họ tập trung, để họ nghe kinh, nghe kinh nghe kệ, và họ đến để ăn mày lộc Phật. Ăn mày lộc Phật, lộc không phải ở đây là cụ thể là những cái hoa quả hay là oản quả, bánh kẹo xôi chuối đâu. Mà cái lộc Phật ở đây chúng ta phải hiểu một cách nó rộng lớn hơn, và hiểu theo cái biện chứng hơn. Đó chính là cái việc, tức là chúng ta nương nhờ được ánh sáng của Phật Pháp, và ở nơi đó thì lời kinh tiếng kệ, tức là hàng ngày chúng ta được nghe. Cũng như tôi nói đấy, thậm chí một cái con vật, nó bình thường nó đi theo Bồ Tát, nó tu luyện, nó nghe kinh, nó cũng thành tinh. Nó có rất nhiều các cái phép nhiệm màu, để huống chi là con người và những cái vong linh. Còn chùa chiền là những nơi các vong linh họ tụ tập về đấy, bởi vì ở nơi đó đây là có cái tha lực của Đức Phật rất là mạnh. Tha lực của Đức Phật mạnh mẽ, bởi một lẽ nữa đó là nhiều người đến đó để cầu nguyện, để tụng kinh. Thế thì cái tâm nguyện của rất nhiều người phát ra thì nó tạo thành một sức mạnh tổng hợp, và cái sức mạnh đấy nó rất là lớn, nó đủ để hóa giải rất là nhiều vấn đề. Chính vì vậy các vong họ mới tụ về đấy. Chứ còn chúng ta về nhà chúng ta tụng kinh thì chúng ta chỉ tụng có một mình chúng ta phát tâm nguyện thôi, thì giống như một que diêm thôi. Một que diêm không thể làm nên hỏa diệm sơn. Đấy, cho nên một que diêm đó chỉ có thể soi sáng cho cái khoảng ở tại trong gia đình chúng ta, và chính tâm trí của chúng ta đầu tiên. Chứ còn các vong họ không theo về nhà đâu. Có về nhà chăng chỉ là những vong của nhà mình thôi.
Đấy, chứ còn cái lý thuyết bảo là đi chùa nhiều vong về nhà là không đúng. Nhưng mà vặt lá cây ở chùa đem về thì đúng là mang nhiều vong về thật. Bởi vì họ phải ẩn vào một cái gì đó. Thế thì mỗi lá cây, mỗi cành cây, mỗi bông hoa ở chùa đều có các vong người ta ẩn ở đấy. Thậm chí nhất là những cái đứa bé đấy, những cái bào thai mà bị thai nhi sản nạn, bị rơi, bị bỏ, bị nạo, bị hút ấy, là nó bám vào đó, bởi vì nó không có sức mạnh, nó mỏng manh lắm, nó phải bám vào đó. Thế là chúng ta hái lộc đem về nhà, đem tất những cái vong đấy về nhà. Đấy mới là cái việc nguy hiểm, chứ còn tụng kinh xong đi chùa rồi về nhà thì không có vấn đề gì cả. Câu hỏi: trước khi chết ta hiến các bộ phận trong người cho bệnh viện, vậy sau khi chết sẽ được siêu thoát, nhưng nếu không được siêu thoát thì làm ma không hoàn chỉnh sẽ như thế nào? Linh hồn ấy, thì không phải, tức là sự sống của con người được cấu tạo bởi tất cả các bộ phận hữu cơ trong cơ thể: tay, chân, tứ chi, mắt, mũi và phủ tạng. Và linh hồn ấy, thì là sự tổng hợp năng lượng của sự phối hợp của tất cả các những bộ phận đấy để tạo nên cái sự sống. Khi sống thì gọi là năng lượng sống, còn khi chết thì biến đổi thành linh hồn. Vì vậy cho nên là, ví dụ những người hiến các bộ phận trong người thì như trường hợp của em Hùng vừa rồi tôi nói, thì em ấy đâu có chết đấy, mà em ấy, tức là em ấy sống, à chết mà là sống đấy, tức là cái linh hồn của em ấy phải chăng lúc đó chỉ là cái ảo ảnh của em ấy thôi, chứ còn thực sự ra là những cái bộ phận của cơ thể của em ấy đang sống ở một người đang sống, thì em ấy vẫn coi rằng em ấy là người đang sống, tức là đôi mắt em ấy vẫn còn đang nhìn được qua cái đôi mắt sống của một người khác, và cái gan em ấy đang sống trong cơ thể của một người khác, cái thận của em ấy vẫn đang sống trong một cơ thể sống của một người khác, tạo nên một sự sống mới. Thì rõ ràng cùng một lúc em ấy có bốn sự sống, chứ không phải chỉ có một thân xác. Đấy, cho nên là không thể gọi rằng là cái vong không trọn vẹn được. Và tôi ấy, thì tôi cũng đã tiếp xúc với một người hiến xác rồi. Tôi tiếp xúc một người hiến xác và tôi tiếp xúc với một người chuẩn bị hiến xác. Thì cái chú chuẩn bị hiến xác là chú chuyên môn đi tìm liệt sĩ với tôi ở Tây Nguyên. Và chú ấy nói là khi nào chú ấy chết, chú sẽ hiến xác cho y học. Đấy, còn một cái người hiến xác rồi thì tôi đã gặp khi tôi xuống dưới Hải Phòng thắp hương mộ ở Nghĩa Trang Minh Hải. Thì tôi tò mò, vì tôi nhìn thấy cái chữ Dung Hà, tôi thấy tò mò quá, tôi chạy đến tôi thắp hương. Thế thì bên cạnh thì có một cái mộ ghi là người vô danh. Thế thì tôi mới hỏi là sao lại là người vô danh, thì mọi người kể là người này ấy, là hiến xác cho y học. Cho nên là sau khi nghiên cứu xong, bây giờ trường đại học y đem ra đây chôn. Đấy, thì tôi mới ngồi xuống, tôi mới hỏi cái người đó là bây giờ ở dưới đấy như thế nào. Thì họ bảo là thú vị lắm, tức là rất là thú vị, bởi vì thay vì quan sát cái xác mình hàng ngày bị phân hủy thì lại được quan sát cái xác mình được bảo vệ bằng phormone bao nhiêu lâu vẫn thế. Đấy, xong thỉnh thoảng lại có biết bao nhiêu người chiêm ngưỡng, rồi tắm rửa làm vệ sinh cho mình rất là sạch sẽ. Đấy, và mình vui sướng lắm, và thực sự bây giờ mình trở thành một nhà khoa học. Xong đến lúc bị chôn xuống đất rồi thì cái người đó bảo là bây giờ chôn xuống đây thì hơi tiếc, đáng lý ra là vẫn phải để ở phòng thí nghiệm mới tốt hơn. Thế và người đó bảo người đó tiếc vì là bây giờ vùi xuống đất rồi chẳng ai nhìn mình nữa. Thế bảo là vậy thì cái lúc mà linh hồn ở ngoài còn cái thể xác đang bị đem ra làm thí nghiệm thì có thấy buồn không? Ông bảo rồi thú vị lắm, không tin cứ thử mà xem. Thì cậu đó là một cậu thanh niên ở Quảng Ninh, thì cậu có kể cho tôi nghe như vậy. Và còn một người nữa mà hiến xác làm một công việc rất là vĩ đại, đó là để làm cái việc là nghiên cứu để ướp xác lãnh tụ ấy. Đấy, họ vui lắm. Và tôi thường xuyên ra cái chùa Một Cột ấy, chùa Diên Hữu ngay sát cạnh Lăng Bác ấy, để cầu nguyện cho mấy cái người đó, để họ về cái nơi đó, gần cái nơi chùa mà có cái lịch sử gắn liền với Thăng Long. Và cái việc nữa ấy là làm ma không hoàn chỉnh, thì chính câu chuyện tôi kể về lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh ấy thì thay cho câu trả lời đấy rồi. Khi mà bác cái ngày 31 tháng 7 năm 1932 bác bị chặt đầu ở Khám Lớn Hải Phòng, thì khi mà chặt đầu xong thì cái đầu của bác bị đội long cho vào cái khăn, và đầu bác Hồ Ngọc Lân cũng cho vào cái khăn vác lên trình cho chúa ngục. Khi trình cho chúa ngục biết chắc chắn đây là Cảnh con đã chết, đây là Hồ Ngọc Lân đã bị chết rồi, thì xách cái đầu đấy đem về. Bình thường là phải đem ráp vào cái xác đó, thì đây cái tay này tay uống rượu say thì tay mới dám làm cái việc đó. Ra đến ngã ba sông Tam Bạc tiện tay vung luôn xuống sông, thế là hai cái đầu tròn tròn cứ lăn theo nước là mất. Nhưng mà khối óc một nơi, trái tim một nơi, nhưng bác vẫn là một linh hồn nguyên vẹn đó, tức là một cái linh hồn nguyên vẹn, chứ bác không hề bị là
mất xác, rồi là không còn trí tuệ, không còn minh mẫn nữa. Bởi vì thực ra thể xác ấy, nó chỉ là một cái dạng tồn tại của vật chất, nó giống như một cái dạng để dẫn điện thôi. Nhưng đến khi linh hồn đã thoát khỏi cái thân xác đấy rồi, sau 24 giờ người ta chết, sau 48 giờ và sau 72 giờ, đấy là những khoảnh khắc linh hồn thoát khỏi thể xác. Những linh hồn nào chậm chạp nhất thì sau 72 giờ đã thoát hoàn toàn khỏi thể xác ấy rồi. Cho nên lúc đó chúng ta có chôn, chúng ta có thiêu, chúng ta có làm gì cũng vô nghĩa. Quan trọng là linh hồn họ đã thoát đấy rồi. Và cái đường dẫn của họ và cái nơi họ tồn tại chính là gì? Họ là những cái bước sóng chính trong không khí đây này. Đấy, và đây là một lưới sóng đang chụp lên đầu chúng ta, có rất nhiều lưới sóng của viễn thông, sóng của truyền hình, rồi sóng của những linh hồn, vân 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 đang ở trên đầu chúng ta. Đấy, cho nên chứ không phải họ tồn tại ở cái thể xác đấy. Cho nên có những anh bộ đội cũng vậy thôi. Một tiếng bom nổ thôi, thây tan trăm mảnh, tức là không còn gì cả. Đấy, cho nên là khi đó thì làm sao chúng ta tìm lại được. Và thậm chí 100 người chôn chung một cái hố, thế rồi lúc bốc lên thì chia ra mỗi người được một ít. Giống như hồi tôi ra Phú Quốc ấy, các chú vỗ vai nhau này, chân mày ở cái mộ 232, đầu mày ở cái mộ 235, còn cái người mày lại ở mộ 231, thế mày đi lại có ổn không? Mới hỏi nhau như thế, thì bảo là tao chả sao cả. Và đến khi tôi ra cái đồi 46, tôi định bụng tôi bốc cái mộ mà Mã Xuân Quy chôn 60 mấy người vào một hố ấy, thì các chú cương quyết phản đối không cho bốc. Và tôi thử lấy sức mạnh của con người, thử xem có thắng được linh hồn không. Cho máy xúc ra, xúc ủi, nhưng cứ ủi được gần nơi bỏ, không thể làm nổi. Và các chú nói rằng lúc chết đã bị đầy đọa tra tấn đến tận cùng của sự đau đớn về thể xác, tận cùng của sự đau khổ về tâm hồn. Bây giờ lại còn đem bới lên chia tan tinh ra một lần nữa. Thôi, đấy, cho các chú được sát cánh ở bên nhau. Và ba lần cầu siêu thì bây giờ cái chỗ này không còn ý nghĩa nữa. Nó giống như cát ở biển ấy. Cho nên cho các chú về đài liệt sĩ ở Nghĩa Trang. Và sau này xây được một cái đền liệt sĩ ở đây là tốt nhất. Đấy, các chú ấy nói như vậy. Và chúng tôi đã sử dụng cả sức người và máy móc cơ khí, tưởng là thắng được 60 mấy cái linh hồn đấy, nhưng không thắng nổi. Bởi vì các chú bảo là có người thì bị nó đốt hết cả bộ hạ, có người thì bị nó đổ nước xà phòng sôi và rụt hết cả lưỡi lại, rồi nó tra tấn rất nhiều cách rất là dã man. Các chú bảo không muốn đau đớn thể xác một lần nữa, mà những cái thể xác đấy bị nó làm cho tàn phế rồi thì bây giờ lấy lại làm gì. Thế và ba lần chúng tôi vào đấy thì kính thưa các quý vị, kể cả phóng viên đài truyền hình, ba lần xe xa lầy không ra nổi. Và các chú bảo là chỉ nhắc mỗi một điều cảnh báo với các cháu đừng có vào đây nữa mất công. Chỉ cần biết các chú nằm ở đây, thắp hương với các chú ăn một bữa cơm thế là đủ rồi, ra đi, không được ở đây nữa. Thế và mấy cái người cố tình kéo tôi ra khỏi rừng, không cho tôi nói chuyện với các chú nữa. Và để mai quay trở lại để đào mộ thì bị bùn đất, tức là cái ô tô quay bánh một cái thì bùn đất lấm từ trên mặt xuống đến chân. Duy nhất một em phóng viên truyền hình, em đi bên tôi, em bảo là chị ơi, chị đứng lại với em để nói chuyện với các liệt sĩ thêm một chút nữa. Thì em ấy không việc gì, vẫn trắng trơn, sạch tinh từ đầu đến chân. Đấy, còn ai mà hôm đấy mà ngăn cản thì người đó bị vấy bùn từ đầu đến chân. Đấy, thì không thắng nổi. Mà rõ ràng là máy móc vào làm và cả đội quân K92 vào thực hiện không được. Cứ đến gần nơi, cát tụt xuống, không cho làm và tự oải bỏ. Đấy, thì cái đấy là cái mà cái thể xác nó không quan trọng lắm. Cho nên là chúng ta cũng không nên nặng nề quá vì chuyện đó. Và tôi thì tôi cũng khuyến khích. Tức là ví dụ tôi qua trường hợp của em Hùng thì tôi mới thấy rằng là rất là ý nghĩa. Khi mà em ấy chết đi rồi, nhưng những cái bộ phận trên cơ thể em ấy vẫn được sống ở một cái người đang sống. Như vậy thì rất là có ý nghĩa. Và tôi mới biết vì sao có những người họ thấu hiểu, có lẽ là họ ngộ ra trước cả mình. Và họ tình nguyện cái việc là hiến các cái bộ phận, cái phủ tạng khi mà họ chết đi, hoặc là những người trong gia đình. Và bố mẹ cái em Hùng này quả thật là những người rất là vĩ đại. Và đúng là người ta là những vị Bồ Tát đấy. Đấy, người ta không để cho cái chết của con người ta trở thành vô nghĩa. Và người ta đã thực hiện được những công việc rất có ý nghĩa. Có một câu hỏi: tôi ngồi xem chị ở dưới lầu qua màn hình, tôi muốn đóng góp hội từ thiện Tâm Vàng của chị, thì hướng dẫn giúp tôi với. Lúc vừa rồi thì tôi có vừa mới nói chuyện về cái việc là có một cái việc của các bé bị phá thai. Thì cách đây khoảng 5 ngày, khi có một anh, tên anh ấy là Hiển ở Thái Bình, anh ấy nghe câu chuyện lần trước tôi phát tâm bảo làm một cái nghĩa trang,
Thế thì anh ấy bảo là tôi xin góp tiền cho Bích Hằng để làm nghĩa trang cho những người mà không có người chôn cất. Thế thì tôi nhận lời anh ấy, nhưng mà trong lòng tôi với canh cánh, tôi bảo rằng là cái thủ tục xin đất ấy thì bây giờ nhà nước, tức là tỉnh vẫn còn chưa cho, vẫn còn rất là lằng nhằng. Thế thì bây giờ mình, người ta đến, người ta phát nguyện, phát tâm mà mình không nhận thì tự nhiên mình cũng có lỗi, mà nhận rồi biết đến bao giờ làm thì mình cũng làm sao đây. Thế thì đúng cái lúc mà tôi đang băn khoăn như thế thì tôi ngồi tôi buồn, tôi gõ gõ về trên mạng. Thì buồn tay làm sao tôi lại gõ vào cái chữ thai nhi, vào Google search lên một cái thì nó lại ra ngay một cái bài là hơn 5 vạn thai nhi bị bỏ rơi, và có một cái nghĩa trang cho nơi an nghỉ của hơn 5 vạn đó. Và nghĩa trang đó nó nằm ở làng Cốc của Sóc Sơn, Hà Nội. Tôi bảo trời ơi, thế đúng đúng chỗ đây rồi. Tức là đó là một cái nghĩa trang ngay tại Hà Nội. Đó, thay vì bao nhiêu năm vừa rồi tôi làm những lễ cầu siêu cho các liệt sĩ, rồi là cho những người chết bị thiên tai bão lụt, rồi là chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn nhiều lắm. Nhưng mà đến lúc tôi mới nghĩ đến các em bé thì không có ai làm cả. Và tôi đã tự tổ chức làm Hà Nội ở mấy nơi rất nhiều. Và năm 2010, thầy Chùa Vĩnh Nghiêm tổ chức một cái lễ cầu siêu rất là lớn cho các thai nhi sản nạn. Và hôm đó cái lễ cầu siêu tổ chức làm trong mấy ngày, cũng rất là trang nghiêm. Và hôm đó thì khá nhiều, rất rất nhiều các em đã được siêu thoát. Và xúc động nhất là lúc Triệu Vong về tắm vong, cả một cái bể nước hoa sen ở đằng trước sân chùa như vậy. Và khi mà bắt đầu làm xong cái đấy thì trời mưa. Tôi chả cần phải các thầy té té một tí nước đâu mà trời mưa xuống tắm cho các em luôn. Và hôm đấy không biết bao nhiêu các em được cứu vớt lên. Và năm ngoái thầy cũng lại làm tiếp. Đấy. Nhưng cái câu chuyện để làm nghĩa trang cho các cái thai nhi này thì đúng cái hôm tôi đang bối rối cầm trên tay 2.000 đô của cái anh đó. Tôi chưa biết phải làm gì. Thì tự nhiên đọc được một cái bài đó và tôi đã có địa chỉ để đến. Người ta bỏ các em vào cái niêu đất. Thế rồi gói gói ghém ghém, tức là có những đứa đã thành hình hài rồi, có những đứa có tay có chân rồi nhưng vẫn bị vứt ở tất cả các xó xỉnh. Và người dân của cái làng đấy là một làng rất là nghèo. Thế nhưng họ đã phát tâm, họ đi họ nhặt những cái thai nhi bị vứt bỏ ở các nơi. Ở đâu có thai nhi vứt bỏ là ở đó có mặt người làng Cốc, họ nhặt về họ chôn. Đấy, và cứ gom gom được 30 em thì chôn vào một cái mộ. Và họ mua sẵn những cái tiểu sành, họ để những cái gói hài nhi bé nhỏ ấy vào trong đấy và chôn những ngôi mộ tập thể. Đấy, và có những ngôi mộ dở dang trên mạng này. Hôm đó tôi xem và tôi bảo là đây là địa chỉ mà nơi mình phải đến. Đấy. Và tất cả chúng ta cũng chỉ vì một cái mục đích cao cả nhất, đó là làm cho những người âm họ được an ủi về mặt linh hồn và họ được siêu thoát. Đấy, thì có cái địa chỉ đến là như vậy. Còn hai nữa là cái quỹ từ thiện của tôi. Thì hôm vừa rồi có một câu chuyện cũng rất là xúc động. Tôi vẫn đọc ở trên mạng thấy có một trường hợp của em Phàn Láo Tả, tức là tên rất là khó gọi. Và nếu không có 70 triệu hay 80 triệu thì sẽ bị đuổi về khỏi bệnh viện hôm thứ 6 vừa rồi và để mà nằm chờ chết. Thế tôi gọi điện cho bố của em đó là ông ấy tên là ông Hín. Thì tôi nói là có đủ tiền cho con chưa? Bây giờ báo đăng rồi thì người ta đã vận động đủ tiền chưa? Thì bảo gần đủ rồi nhưng vẫn chưa đủ. Thì tôi bảo là chạy ngay lên bệnh viện nói là ngày mai là ngày thứ 6 thì bệnh viện mổ cho Tả đi. Đấy, chị Phan Thị Bích Hằng sẽ đem đến nộp đủ tiền để mổ cho Tả. Nó bảo gần đủ rồi, không cần nhiều đâu. Thế là sáng mai tôi mới đến. Đến đúng hẹn, tôi bảo là nhưng việc đầu tiên bây giờ đừng để bệnh viện họ trả về, bởi vì thằng bé này để thêm một ngày là nhiễm trùng máu là chết nhanh một ngày. Nên là bảo bệnh viện là để cho mổ ngay vào sáng mai, mai Hằng sẽ lên nộp tiền. Thế sáng mai tôi đến thì nó bảo nộp đủ rồi, chỉ thiếu con trâu nữa thôi. Thế hỏi làm sao thiếu con trâu? À, bán hết trâu rồi. Bán trâu rồi, bán nhà đi, mổ cho nó rồi. Nhưng mà vừa rồi cái miền xuôi cho nhiều tiền đủ mổ rồi. Nhưng mà nhà với trâu thì không biết là lấy ở đâu. Mình bảo là thế cày ruộng bằng cái gì? Nó bảo về nhờ họ hàng. Thế tôi mới cho tiền, tôi bảo thôi nhá, bây giờ là cho để mua trâu, để cày ruộng, để lấy tiền nuôi con. Đấy. Và cho tiền để cho con hậu phẫu, tức là bồi dưỡng cho con sau khi mổ xong ra. Cái chăm sóc hậu phẫu mới là quan trọng. Nhưng mà nó rất thật thà, nó ít hơn tuổi tôi, chắc ít hơn tuổi tôi, thật thà lắm. Thôi lấy vậy mua đủ con trâu, nếu cho nữa thì lại đi mua trâu tiếp, là để đi buôn trâu. Đấy, thì tôi bảo là thôi được rồi, tiền hậu phẫu tôi sẽ cho hàng tuần, tôi sẽ ra đây tôi đưa trực tiếp, cho con ăn hết tôi lại đưa tiếp. Đấy, chứ không được cầm về mua trâu thì con chết à. Nhưng ngược lại thì có một người phụ nữ ở Nghệ An,
Tôi vào bệnh viện bỏng, tôi cho một cái người bệnh nhân là tôi nuôi để em ấy học nốt đại học. Chị này khóc lóc van xin là chả có tiền. Thế là tôi thấy thương tình quá, tôi vét hết trong túi ra, bệnh nhân này cho 3 triệu, bệnh nhân này 1 triệu, 2 triệu. Thế chị kia chị cũng ra, chị xin cho bằng được 1 triệu. Thế là tôi cho 1 triệu. Tôi vừa cho xong thì bác sĩ bệnh viện ra nhìn tôi và tôi còn thương chị Bích Hằng hơn cả cái bệnh nhân kia. Và hỏi tại sao chị lại nói thế. Sáng mai đúng 8 giờ chị ra đây chị nhìn, nó ăn một tô phở trần thêm 2 lạng thịt bò. Ngày nào nó cũng thế mà chị lại đi từ thiện cho nó. Nên tôi thấy thương hại cho chị quá. Tức là một người bác sĩ ở viện bỏng họ nói với tôi như vậy. Cho nên tôi mới bảo rằng là có những người làm từ thiện thì rất đáng để mình làm. Ví dụ như bố con nhà Hín ấy, rất thật thà. Nếu hôm đó nó bảo tôi chưa ai cho đồng nào, chắc chắn tôi sẽ trồng đủ 80 triệu cho nó lúc đó, đúng không? Nhưng tôi đến nó mà ho, đủ rồi. Đấy, họ cực kỳ là thật thà. Và tôi thấy những con người đấy đáng giúp, và tôi sẵn sàng móc thêm tiền ra để cho. Nhưng có những người kia mỗi sáng ăn một tô phở còn trần 2 lạng thịt bò. Tôi thì lương giáo viên tháng được 5-6 triệu bạc. Thế mà nó ăn phở nó trần thêm 2 lạng thịt bò. Mà chị bảo tôi thề đấy, tôi nói đúng với chị, nó ăn khỏe lắm. Mà nó giàu ấy, chứ nó không phải không có tiền. Mà chị lại phải móc tiền để cho nó, tôi thấy thương hại cho chị quá. Thế là đối tượng ấy, để làm từ thiện ấy, thì tôi cũng nói về cái quỹ mọi người hỏi quan tâm thì tôi cũng rất là mừng. Và tôi cũng nói với, chia sẻ với các quý vị hôm nay ấy, tức là cái quỹ này thì tới đây trong cái website của tôi sẽ đưa hết lên tất cả những trường hợp và chúng ta có thể vào đấy. Nhưng có một điều rất buồn, đó là cái tên miền là phanthibichhang.com thì đứa nào nó đã mua mất rồi. Chính tên mình thì bị nó mua mất. Và bây giờ tôi đang nghĩ không biết vào cái tên gì để mọi người dễ vào cái trang web của tôi nhất. Bởi vì Phan Thị Bích Hằng ngoại cảm cũng bị mua mất rồi, Phan Thị Bích Hằng cũng bị mất rồi. Tức là bây giờ không biết là mua lại một cách nào. Thế thì bây giờ phải đặt một cái tên nào cho nó dễ nhớ. Còn Tâm Vàng thì nó rất dễ lẫn lộn với mọi người. Bởi vì tôi muốn rằng là cái đồng tiền đưa ra ấy, thứ nhất là đây ấy, mọi người đưa cho tôi 100 đồng thì tôi sẽ đưa đến tận tay những người đó đủ 100 đồng và thậm chí còn hơn thế nữa. Thế chứ không phải là phải trích lại mấy chục phần trăm như một số quỹ họ đi vận động được. Từ thiện automatic là 25% để lại cho những người vận động được, còn 75% mới đi chia. Còn 75% đấy có đến nơi hay không thì chưa biết. Đấy, nhưng mà cái Tâm Vàng thì tôi muốn là tất cả mọi người đều là thành viên của quỹ Tâm Vàng. Đấy, và khi đưa chúng ta đưa ra một trường hợp nào đấy thì thậm chí có thể cả các quý vị ở đây biết được trường hợp nào thì chúng ta cùng giao lưu với nhau trên cái website đó và chúng ta cùng đến tận nơi đưa tận tay. Đấy, để đến những cái trường hợp đó. Tôi có một cái tài khoản cho từ thiện riêng. Thì khi nào ai có cần thì tôi sẽ nhắn tin riêng vào máy. Còn nếu không thì cứ gặp chị Diệp, thì chị Diệp sẽ chuyển lại. Để thành lập tôi, nay mai tôi sẽ thành lập cái đại diện của quỹ từ thiện Tâm Linh Tâm Vàng ở tại miền Nam, để chúng ta có điều kiện dễ làm hơn. Và thế còn câu hỏi thì tôi thấy còn rất là nhiều. Nhưng mà tôi xin, có lẽ tôi sẽ biên soạn lại những câu hỏi. Tôi sẽ trả lời vào những chương trình sau của chương trình Chất lượng cuộc sống.